rồi. Dạ. Mà mời. Dạ bây giờ em thấy sao anh? Em đọc cái này hả? Em coi đọc đi. Dạ. Trời ơi. Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Ủa anh ghi nãy giờ anh ghi bài hát anh. Mày khùng hả mày? Cái khúc trong này mày không cho mày cái bài hát tao đang in, đang đi thi tiếng hát của công chức mà. Trong đó kìa. Anh ơi chắc là bây giờ là cái này được hả anh? Trời. Thằng này sao nó hỏi giống dài quá thiệt á. Bây giờ nè, em đừng có hỏi gì nhiều hết. Thấy không? Em chỉ biết là bây giờ em đang chạy vô cái chức là trưởng phòng. Dạ, trưởng phòng. Được không? Mà bây giờ em có học gì không? Dạ, học gì là em không có luôn á. Em có bằng gì không? Bằng gì là em không có luôn. Bằng lái xe còn không có mà. Vậy mà em đòi vô cái chức trưởng phòng. Ba em muốn. Ba em muốn hả? Dạ. Vậy thì cái vụ này chạy hơi bị nặng nha. Nói chung là nó cái kinh phí là nó hơi bị nặng lắm đó nha. Anh bây giờ vậy mình nói vòng chi cũng mệt, không mấy giờ anh nói thẳng một suột đi là bây giờ anh muốn nhiêu, rồi em về em kêu ba em đưa tiền cho em đưa cho anh luôn. Thôi thì bây giờ vậy nè. Trước tiên là anh thì mình làm việc là mình phải đâu ra đó đàng hoàng nguyên tắc. Dạ. Đầu tiên là em sẽ phải anh sẽ phải lo những cái giấy tờ này cho em. Dạ. Đó, lý lịch này nọ với lại này nọ, rồi những cái mà cái bằng cấp này nó của em là anh cũng phải chạy trọt nữa, hiểu chưa? Dạ. Chứ bây giờ mày không có bằng cấp gì hết trơn, làm sao mà tao lo cho mày bình thường được? Bởi vì cái vụ của em nó nặng hơn vụ của người ta là vậy đó. Anh nói thẳng cái chuyện giá cả đi, từ nãy giờ anh cũng còn vòng đó. Bây giờ nè, lo hết này là bây giờ em đưa trước anh bao nhiêu để anh chạy? 30%. 30% là nhiêu tiền anh? Là 30 triệu. Anh nói cái gì? Anh mới nói cái gì? 30 triệu? Trời ơi trời ơi trời ơi, có phải tôi vừa nghe số 30 triệu? Anh nói chính miệng anh đi, phải 30 triệu không? Ba chục triệu. Sao rẻ quá vậy? Tôi không ngờ chức trưởng phòng mà bây giờ đưa trước 30% mà ba chục triệu. Trời ơi, bà nội cha nó làm hết hồn con vía. Trời ơi, vậy mà hôm qua giờ ông già của em nói là cái chức này còn khoảng 1 tỷ đó, mà ổng chuẩn bị với em 1.5 tỷ mà trời ơi. Thật ra là vậy nè Hiếu, em ngồi xuống đây. Dạ. Thật ra là cái giá mà làm nó cầu cả 1 tỷ hơn chứ không phải là ít. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thấy em là cái đứa con có hiếu. Dạ. Không muốn cho ba mẹ buồn. Dạ đúng rồi anh, em có hiếu mà em tên Hiền nữa. Ừ. Dạ em có hiếu mà nhìn em hiền hiền á, người ta hay kêu em là thằng hiếu mà từ gì giống hiền hiền là giống hiếu hiền. Bây giờ như vậy nè, nếu mà em đã nói như vậy thì anh sẽ giúp cho em với cái giá không phải là cắt cổ mà 1 tỷ đâu. Em mà ra mà em gặp mấy thằng mà chạy mà lơ tơ mơ là nó ăn em còn cả 2-3 tỷ chứ không phải là 1 tỷ nữa. Dạ đúng rồi, chức nó lớn. Thôi thì 30 triệu là đầu tiên là để lót tay cho anh. Cái đó là mình sẽ phải coi như lo người này chút, người kia chút, với lại mấy cái bằng này nọ, em hiểu không? Phải có cái bằng này bằng kia để vô nữa. Thí dụ như bằng A, bằng là C tiếng Anh rồi này nọ để vô. Tại em làm trưởng phòng là ít nhất ra em phải có một số bằng. Đầu tiên là phải có cái bằng đại học rồi này nọ em mới có. Anh mấy cái bằng đó anh lo dễ không anh? Thì nói chung là dễ chứ em. Anh lo mày có bằng lái luôn được không? Em có bằng lái. Bây giờ nè, mình làm xong này đi rồi mình nói tới bằng lái sao? Dạ. Yeah. Cái bằng lái là cái chuyện rất là dễ, tại vì bằng lái nó rất là rẻ, em hiểu không? Dạ. Yeah. Đó, bây giờ em cứ việc lo cái này cho anh. Em lo cái tiền bạc này nọ đi. Một lời như đinh đóng cột. Một lời như đinh đóng cột. Anh nhưng mà bây giờ em biết là anh một lời như đinh đóng cột rồi. À. Nhiều khi bây giờ anh lấy xà beng anh nhổ ra cũng không chừng. Cho em hỏi một lời thôi. Chắc không? Chắc ăn không? Mày tên gì? Dạ anh tên Hiếu. To con đẹp trai mà được cái vô duyên quá ha. Bây giờ đừng có nói tới nó lui nữa, mày nói hồi tao bị rối ha. Dạ. Thôi bây giờ anh thề cho mày tin nha. Mày thấy cha già kia không? Dạ thấy. Cha già mà áo đỏ kia không? Dạ. Đó, thấy mặt vậy chứ cũng cỡ 70+ tuổi rồi đó. 7. À, ông mới có 56 tuổi. 56 hả? Dạ. Sao mặt háp dữ vậy? Em ở sớm này em biết. Đây, thấy gì chứ, tướng tá của bọn còn ngon nha. Dạ. Sức khỏe anh tốt mà. Tao mà nói với mày mà chỉ cần mà tao nói láo, tao nói sai lời á, cho ngã cái đùng ra đất đi. Cái gì ông nói? Ồ sao vừa thề có liền vậy anh? Thề cái gì cha già chứ ông mắc cái gì vậy? Ông mắc cái gì mà tự nhiên ông ngồi ông té hả? Ai xô tao vậy? Ai xô vậy? Tôi đang ngồi tự nhiên ai xô té. Nội để cái chởm tóc là thấy ghét rồi. Ủa anh ơi, anh sao vừa thề ổng vậy, là anh nói thiệt hay nói xạo anh? Bây giờ mày tin tao không? Nếu tin thì làm, còn không tin thì thôi. Dạ em mày tin. Nghĩ coi tao như vậy nè. Nè tao nói một lời thôi, không bao giờ nói dài dòng. Tướng tao ngắn là tao nói cái gì cũng phải ngắn, thấy không? Bóp 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 bác lấy xong. Được.
không? Tiền tao cho mút, thí dụ giờ tao lường gạt mày, tao kêu mày nói à mày đưa cho tao hết 100% đi, còn này tao lấy chi 30% đầu tiên làm gì? Dạ dạ cũng đúng, mà tự nhiên em bây giờ tự nhiên em nghe bụp bụp bạc 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 thề té, em cũng bụp bụp bạc bạc, cái em hết cũng tin rồi. Trời ơi, trời ơi, tao thiệt mày. Bây giờ vậy nè, đơn giản một điều thôi là mày có chịu làm hay không. Còn chứ tao là tao thấy chỗ này là tao hơi bị quê rồi đó. Gì đâu mà uống cà phê gì ít nhất ra đưa cái cà phê. Trời ơi là trời thiệt. Ngồi cái không khí nó buồn, nó chán gì đâu luôn á. Không, không ấy, mình đi qua quán khác mình bàn được không anh? Đó, cái đó cái chỗ là nói. Cái chỗ mà mình đi giao dịch này nọ đó. Bây giờ em có đem tiền mặt đây không? Dạ có anh ạ. À. Bao nhiêu? Dạ rồi, tiền mặt của em thì có khoảng chừng 400.000. Mày đừng có chọc tao nổi nóng nha mày. Ô, trời ơi, sao giống anh em quá vậy? Mày nghĩ sao vậy? Nó quê, nó có cái chớp nó quê, sao nó mở ra nó cũng vậy vậy? Cái chớp của tôi nhìn là nó mô đen, hiểu không? Nó hiện đại, nó có chút gì đó mà gọi là xa xỉ phẩm văn hóa chút xíu. Chớp không giờ cứ hèo nàng lạc hậu quá mà. Nè, tao nói cho biết nha. Bây giờ có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi. 30 triệu đầu tiên đó là rẻ rồi đó. Dạ anh yên tâm đi, em đi ra ngoài quán cà phê mình bàn xong công chuyện, cái là em đi vô ngân hàng em rút tiền em đưa cho anh liền. Anh, nhưng mà anh nhớ là ghi giùm em cái hóa đơn đỏ nghe. Cái gì? Ghi hóa đơn đỏ về anh đưa cho ba em. Tao thiệt nãy giờ tao ứa gan mày dữ lắm nha mày. Mày nghĩ sao mà cái tiền mà lo chạy chọn giấy tờ cho mày mà ghi hóa đơn đỏ hả? Tao cầm 30 triệu mày, tao đi dạy vô tao kêu người ta làm cho mày cái bằng này nọ, đặng lót tay bằng giả này nọ, kêu tao ghi hóa đơn đỏ hả? Bộ nội ai ghi cho tao? Đúng rồi, không lẽ cái ghi cái phần lý do thu tao nói là tiền làm bằng giả. Chạy giờ có một tờ hóa đơn bị bắt nguyên chùm luôn á. Điên cũng vừa phải thôi. Rồi bây giờ nè, giờ đi được chưa? Dạ được anh. Ngồi đây tao thấy mặt cho dài, cái chỏm tóc là tao không ưa rồi. Rồi tao vô đây thấy nó nội vô rồi. Uống cho hết đi. Về vậy hả? Về bắt tan cái ơi. Nè. Mình bắt kịp được không anh? Tại em sợ mấy anh. Đấy, vậy giờ dứt khoát ra đi phải không? Đi dạ. Qua quán khác uống phải không? Dạ. Tính tiền cà phê đi. Tôi có hóa đơn đỏ ở đây nè. Đó, đỏ luôn. Mày cần hóa đơn đỏ nè, mày ấy đi. Đỏ nè. Tính cà phê. Khỏi cần hóa đơn đỏ, nhìn thấy ổng là thấy đỏ rồi. Trả tiền cà phê đi, có hóa đơn đỏ liền. Em trả hả? Ai trả? Ai trả cũng được á. Em đâu có kêu đâu, ảnh kêu mà. Thì ai kêu có trả bước ra không ấy thôi à. Ai lo giấy tờ đây mày? Ai lo giấy tờ? Dạ tiền giấy tờ ba em đưa đủ tiền giấy tờ, không có đưa tiền cà phê. Anh trả tiền cà phê. Mày là thân với ổng không? Dạ. Ký sổ với tao. Chú ơi, cho con ký sổ đi, rồi xong rồi con nói với ba con đem tiền tới trả cho chú, hứa với chú không cần lấy hóa đơn luôn nghe chú. Chuyện tiền cà phê chú không thành vấn đề với con, nhưng mà làm ăn gì cẩn thận nghe con. Ổng đi rồi chú ơi, con máy bay chú. Chú ơi, không được nghe con. Dạ con biết rồi. Thời buổi này nó không coi thông tin báo chí, không coi trên đài truyền hình, cảnh giác quá trời quá đất luôn. Mình khả năng sao mình chọn việc làm vậy? Trời quỷ thần. Nói với tôi tuổi con trâu chứ tôi đâu phải tuổi con ngựa đâu, mà suốt ngày tôi cứ phải chạy tới chạy lui, chạy hết cái này tới chạy cái kia. Vừa lớp á thì hả, chạy tiền điện tiền nước tiền nhà tiền chợ, rồi bây giờ phải lo chạy đi đón con nữa chứ. Trời ơi trời. Mày đi đầu ngõ ra đây người ta nghe rồi. Làm gì mà con gái mà tối ngày cầm ràm cái miệng đi ra miệng ống ống vậy? Ôi cô tôi nói vậy em ơi, tối ngày cầm ràm hoài à, kệ nó đi. Hai quán xá gì đâu mà để ly nước gì đổ tùm lum la vậy không? Tại nãy mấy người vô uống kìa, quậy kìa. Chị Năm uống uống như cũ hả? U như kỹ. Rồi, đây Tiết uống gì? Giờ là chỉ có rượu mạnh thôi. Mày khùng rồi á. Quán tao đâu có bán rượu đâu. Tại vô đây. Hỏi tao uống gì thì người ta nói người ta có nhu cầu uống rượu, không có thôi. Mày quạo đâu mày quạo chứ, tự nhiên vô quán người ta mày càm ràm đâu, bây giờ tao hỏi mày uống gì mày nói uống rượu. À, không tao uống như kỹ luôn. Uống như kỹ á? Con nói với chú nghe, con không tức sao được. Sao tức? Không bực sao được. Con hỏi chú chứ, ở nhà con một mình con hà. Tưởng đâu là ha, lo được cái chức vô trong đó cho ổng làm, ổng làm. Tưởng đâu là ở đây là con sẽ được hưởng phước. Mà phước đâu sao con không thấy, con thấy là bây giờ con quạ không hả? Quạ gì? Toàn là quạ tới không à. Đó, bây giờ phải lo chạy tiền nè, trả nợ cho người ta nè. Rồi chạy tiền điện, tiền cơm, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền học cho thằng Tí, đủ đó tiền. Có một mình con, rồi bây giờ tưởng đâu chủ nhật ổng ở nhà ổng đi đón con, đi lo cho con, ai ngờ đâu không có. Chủ nhật ổng đi đâu mất tiêu, thấy không? Rồi bây giờ thằng nhỏ đi học thêm còn phải lo chạy đi đón nó nè.
Tao không biết bay làm phụ nữ nhà để làm gì nữa. Có một chồng hiền lành thật thà vậy là quý rồi. Nó làm bao nhiêu lương nó đều đưa con hết. Rồi thằng nhỏ nó học trường nào cũng được, phải là trường điểm, trường chuyên, rồi chạy trường. Chạy trường không có tiền á, bắt đầu đi mượn tiền ta. Mượn tiền ta cái không có tiền góp người ta, phải chạy đầu này, bị người ta dí quá phải chạy đầu này mượn, mượn đi về trả tiền đầu này đầu kia. Tối ngày vợ chồng cứ mang nợ. Chứ chú thấy nó làm việc như vậy cũng tốt rồi, chạy chạy việc cho nó làm chi, rồi tôi mang nợ mang nần. Còn không chừng mốt nó phải ông pháp nữa. Ôi thì tại vì nó hay càm ràm vậy thôi chứ. Chứ thằng Lượng con tôi nó ai vậy? Ô. Tự tử luôn ta. Quán này phải quán tôi không? Quán ông nè. Mới muốn người làm mới hả? Ê, sao nó vô tự nhiên quá vậy? Ai biết. Chú nhìn cái cách ăn mặc như vậy nè, là người nước ngoài chắc luôn. Mà con biết nước nào rồi? Nước nào? Malaysia. Nước gì mà là lái ra nước không? Nước Mã Lai đó. Mã Lai mày nói Mã Lai, Malaysia. Malaysia đó. Rồi mày biết qua mày nói chuyện người ta, tự nhiên không vô quán Việt Nam của người ta là tự động rồi pha nước ra uống hả? Trời ơi chú, chủ quán cho qua chú nói chuyện đi, ai biết đâu. Con rảnh con qua nói chuyện với ổng giùm chú đi, tiếng nước ngoài. Trời ơi chú ơi, chú chủ quán chú nói đi, tự nhiên chú kêu con nói. Con còn trẻ, con đi học rồi chú nghe nói má con kể là con học có mấy cái bằng C, bằng D gì tùm lum tà la mà. Đúng rồi. Bằng con chạy. Nè, bây giờ chú qua chú nói đi, con biết được chữ nào con dịch chữ đó cho. Hả? Ê. Ê. Du. Uống. Rinh. Du rinh. Cà phê. Tự nhiên là gì vậy? Tự nhiên là nature. Không. Nét chưa rồi. Du rinh cà phê nature. Dân du Mã Lai coi chừng ăn mã tấu. Vô tiền không quán tự nhiên ở đâu mà tự nhiên tiếng Anh mà có mã tấu quá chổng. Chứ giờ vô quán tự nhiên mà. No. No là không. Không vậy. Không là không ăn mã tấu. Ê, không thì phải vô uống rồi phải kêu tôi pha. Uống xong phải trả tiền tôi chứ. Money. Money. No money. No là không, money là tiền, là ổng là cái giới đầu tiên là ổng không có tiền rồi đó. Còn cần chú là gì con biết chắc là không có tiền không có tiền vô uống rồi chú không hả? Ê đừng có giỡn ông nội. Quán ta có tiền, có vốn, ta ra bán cà phê, uống cà phê, phải trả tiền chứ. No money, mua no money vậy. Trả tiền, uống cà phê, trả tiền, không muốn, không được nha. Đừng vô đi quậy nha. No. Không. Nói gì không hiểu, no quậy. Nhức đầu quá. Tránh ra, để tôi. Biết không, nói vậy má ơi. Bây giờ mày hỏi nó coi, biết không? Không biết tiếng Việt không? Mày hỏi đi. You talking Vietnamese. Ôi giỏi nè. Biết. Biết cái gì hả? Ông biết cái gì? Ông biết cái gì? Cái gì thì nãy giờ nó nói đi. Để tôi hỏi cho. Hey. Ông này nè. Hỏi ông. Muốn uống cái gì để ổng vô ổng pha cho. Chứ đừng có tự ý đi vô làm. Hiểu không? Hiểu. Hả? Ông hiểu kìa. Ông người Việt mới không hiểu tiếng Việt là đúng rồi. Tôi người Việt mà. Nãy giờ tự nhiên mấy người nói tiếng Anh không chứ tôi đâu có nói tôi là người nước ngoài đâu. Ê, ngồi đây nè. Dạ, nói người Việt, mình nói người Việt, ơi nghe nói là người Mã Lai. Dạ, ngồi đi, chuyện nói chuyện của chủ quán nha. Mình là khách thôi nha, mình đừng có lanh quá. Mày lanh gì? Mày nói ông người nước ngoài. Thì ai đúng biết? Ông người Việt. Ông người Việt mà sao ông tự nhiên hả? Ăn mặn vậy người ta tưởng người nước ngoài chứ ai mà người Việt Nam mặc đồ kiểu đó. Giỡn chơi chút xíu rồi làm gì vậy anh Tư? Trời ơi. Ủa sao biết con Tư? Tôi nè. Ủa mẹ ơi. Ủa chú Thụ đây hả? Thụ xe ôm nè. Quỷ thần ơi. Vô chồng kẹo tôi làm tôi nãy giờ hết hồn hết vía à. Giỡn chơi chút xíu. Lúc này chạy xe ôm giảm cân hay sao mà người rút lại có chút xíu vậy? Đâu có. Bây giờ chạy xe ôm giờ mình phải nâng cấp vậy đó anh.
Ủa xe ôm bây giờ chạy phải nâng cấp. Nâng cấp nó hiện đại lắm. Trời ơi, xe ôm của tôi nghe là có điện thoại nè. Đó, đưa rước tận nhà nè. Phía sau á có xài cái loại mà gạt thẻ nữa, tính tiền qua mạng nữa. Wow. Ủa, gạt thẻ đâu chú? Chắc gạt heo mông hả? Không ơi, phía sau xe kìa, chứ không phải sau con người tôi. Chú nói chú làm xe ôm thiệt á hả? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Người ta làm xe ôm, người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc giống như người ngoài hành tinh vậy, má thấy không? Đúng mày, con phải người ngoài hành tinh. Con xin lỗi chú, dạ tại con giận quá. Con làm lại nha chú nha. Làm lại đi con. Má thấy không? Người ta chạy xe ôm mà người ta ăn mặc như người nước ngoài. Còn trong khi đó chồng con thì sao? Trời ơi, đi làm công chức, làm công chức mà một năm không mua được một bộ đồ mới nữa. Bay mới ngộ á nha. Chồng bay từ nhỏ đến giờ hả, được cưng như trứng vậy đó. Hả, được ăn học đàng hoàng, hiền lành chất phác nữa. Sao bay cứ so sánh người này người kia được? Đúng rồi. Ơi, con nói cho má nghe con thiệt á. Con là con ruột của má nè, người ta là con rể. Mà má không binh con, má suốt ngày má đi binh con rể không à. Vậy để đổi lại đi, để con làm con dâu cho. Tao có binh ở đâu có, sao nói vậy thôi. Mày cứ tối ngày mày càm ràm đó, ai mà chịu có được. Má mày nói đúng á, nó làm công nhân viên chức thì mặc đồng phục của nó có đồ nó mặc đàng hoàng. Còn đây là anh em chạy xe ôm thì anh muốn mặc đồ nổi để người khách người ta chú ý. Trời ơi, nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Công chức đâu, thằng Luận nó chạy xe ôm chúng tôi mà. Cái gì? Nó có mặc đồ công chức, nhưng mà tới cái chỗ bến xe ôm á là nó thay cái bộ đồ này. Tôi ăn mặc vậy nó chỉ tôi nè, nó nói chạy xe ôm mình phải ăn mặc cho nó sáng sủa lên, như vậy mới có khách. Không mà từ ngày nó qua cái bến xe ôm của tôi, nó chạy tôi với nó chạy bên quận bên kia kìa. Bây giờ hai chú cháu chạy khách đông lắm. Ủa chú kìa, chú nói nghe nè, coi chừng chú lộn với ai á. Chứ thằng con rể của tôi nó là công nhân viên chức đàng hoàng, sao đi chạy xe ôm được? Trời ơi, nó chạy chung với tôi nè, rể chị là Luận đúng không? Ừ. Nó chạy nhưng mà nó dặn tôi là đừng có nói chuyện nó chạy xe ôm cho gia đình nó biết. Để vậy là nói biết hết ông nội. Vậy nó dặn gì mà không nghe lời dặn của nó. Nói ra vợ chồng như vợ má nó biết hết rồi. Trời, thôi con biết rồi. Kiểu này là ông Luận ông có vợ bé rồi. Chứ ông đi làm bao nhiêu tiền ông đưa cho con, mà tiền ông đâu có nhiều đâu, lương 3 cọc 3 đồng. Về có bao nhiêu ông đưa con hết, mà con không hề đưa cho ông một cách nào để ông xài hết. Vậy thì ông đi xe, ông chạy xe ôm để ông có tiền riêng. Thấy chưa, ông lấy cái tiền riêng đó ông nuôi vợ bé. Trời ơi trời, Luận ơi là Luận ơi. Bay cứ nghĩ vô cái chuyện của bay không à. Bay không nghĩ là tiền bạc bao nhiêu nó đưa bay, rồi bây giờ nó muốn kiếm thêm để nuôi vợ nuôi con thì nó chạy xe ôm. Nó nuôi vợ nuôi con, nó kể cho rõ. Nó nói với chú là nó chạy xe ôm là ngoài cái giờ nó đi làm việc, nó chạy xe ôm là nó kiếm thêm tiền, nó trả nợ gì đó. Con không cần biết, con phải đi gặp ổng, con hỏi cho ra lẽ cái chuyện này mới được. Từ từ chứ mày cứ hấp tấp. Nó thiếu nợ người ta. Mà cái tiền thiếu nợ nó đâu nguyên nhân đâu, nó thiếu nợ nó. Nó thiếu nợ là cái hồi đó là nó mượn nợ, rằng nó chạy tiền, nó lo công chức công gì đó. Con kể cho chú nghe là vậy nè. Hồi đó là vợ chồng con á, nghe theo cái lời thằng cha Tùng Lài đó, là đưa tiền cho thằng trả cả 100 triệu. Cái gì? Tùng Lài là Tài. Thì thằng Tài. Thằng Tài mà tại nó lùn cho nên là con kêu nó là Tùng Lài. Tại con ghét cái tên Tài con muốn kêu. Tài là Tài lùn trời ạ. Rồi thằng Tài lùn là nó lo cho chồng bay đi vô làm công chức. Nó nói á, là nó sẽ lo cho chồng con cái chức phó phòng ha, cả 100 triệu đồng để con đưa cho nó để đem vô lo chức phó phòng. Mà rốt cuộc chức phó phòng đâu con không thấy. Con chỉ thấy là ông chồng con vô ngày nào cũng ngồi coi 3 cái đơn từ của người ta đưa tới, xong rồi phân đơn vậy thôi đó. Lương 1 tháng không bao nhiêu tiền hết. Thì cũng tại mày, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, tự nhiên mày kêu nó nghỉ làm gì, lo tiền vô công chức làm. Rồi bây giờ hả, mày càm ràm là sao? Con không biết. Bây giờ con phải đi gặp ổng để con hỏi cho ra lẽ tại sao ổng lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Chú chở con đi qua bên đó gặp ổng đi. Thông cảm, xe chú không có chở gái được con. Nó có chồng rồi. Không, nhưng mà xe tôi. Cái gì đâu mà hoang mang quá vậy anh ơi. Thằng đó, con thấy lắm. Em là em hoang mang quá. Hồi nãy anh qua quán cà phê, anh thề là anh nói xạo là đèn tắt, anh vừa nói xong đèn tắt cái bụp. Mày không có biết cái gì hết trơn á, nghe không? Mày không thấy cái đèn của nó hả, coi như là nhện mà bằng nhện mà nó văng coi như nó đầy trên đó hả? Cái bóng đèn nó cũ lắm rồi,
vẫn lựa ngay lúc tao nói nó nổ rồi nó bể rồi sao tao biết được. Mày á ha, tao không đẩy mày ra là nó lại nó để một cái ót ở trên đầu mày một cái là giờ này tóc mày chắc nó chợt là tốt sao rồi nè. Không anh, cái bỏ qua cái chuyện quán cà phê bỏ qua một bên đi, giờ vô cho tới ngân hàng anh cũng thề. Anh nói nếu mà tao nói xạo là ngân hàng này có cướp, anh vừa nói xong tao la cướp, cướp, cướp. Em chạy thấy bà nội luôn. Mày bởi vậy mày già cái đầu mày bự con, mày lớn xác là cao hơn tao mà mày nhát như khỉ, như là con khỉ mà đầu chó vậy. Trời ơi trời, anh chỉ em với con khỉ kỳ vậy. Chứ sao? Mày coi mặt mày mày kìa. Râu ria bậm trợn dòm thiết gớm vậy đó. Thân câu vậy đó. Thấy cái gì chút xíu trời ơi mày chạy cái tao nói tao dí theo điều không học máu vậy đó. Mày không biết là chỗ đó bây giờ tao đang quay phim không? Ủa quay phim hả? Ờ. Hèn gì trời ơi nói ăn cướp ăn cướp mà em còn nghe cắt quay lại quỷ nào chạy qua máy. Mày chạy với ai? Ủa con người ta hả? Tao quay nguyên một cái bùm lớn thiệt lớn vậy đó. Mày chạy qua cái phim của tao phim mũ chứ đâu phải phim bình thường đâu. Anh ơi anh chạy quán tôi mà. Vậy? Chê quán tôi sao giờ lại quán tôi? Dạ. Ủa? Xin lỗi mình thích mình ngồi ở đâu mình ngồi chứ mắc cười vậy? Dạ muốn ngồi. Ờ. Quán phải chịu khách thôi. Mà giờ có bán phải không? Ờ uống gì nói đi. Xin lỗi nãy mình uống rồi. Nó hơi nóng rồi nha. Nóng sao? Ủa vô quán người ta ngồi là phải uống nước. Hả? Ủa uống đồ là uống sao? Vậy thôi nếu mà chú nóng thì chú làm hai ly cà phê cũ hồi nãy của tụi con kêu chú bỏ lại đi. Là này nhớ là xứ nhiệt đới nha. Chúng ta để thôi là tan. Còn ly đâu, còn ly cũ. Mua ly mới thì tôi ăn. À gài đang còn uống được cái khác. Cái đó là nhiên thôi. Hai ly trà đá. Muốn làm trà đá làm 20.000 ly. Vậy thôi. Ồ chú bán buôn cũng được quá ha. Cà phê 10.000 ly, trà đá 20.000 ly. À, anh ơi anh, bây giờ tiền em rút ra rồi nè anh. Anh ơi, tiền em rút ra rồi bây giờ làm sao anh? Rút ra rồi hả? Dạ. Để trên bàn thờ đi. Không lẽ em cúng này hết cho bà nội em sao? Mày vừa mày ngồi xuống đây tao đi. Mày có ngu cái gì mày cũng ngu chừa chỗ cho người ta ngu với. Mày rút tiền ra 30 triệu đúng không? Dạ. Mày rút ra mà để đưa ai? Em đưa cho anh. Chứ mày còn hỏi làm gì? Dạ bây giờ em đưa cho anh. Thì mày đưa cho tao. Dạ. Số tiền mà nó tặng. Ủa chị làm gì vậy chị? Quay phim. Nè mày thấy không? Mày thấy nó nổi tiếng không? Mày thấy nó nổi tiếng không? Đây. Cam. Chị nhớ táp tên em lên Facebook nha chị. Đây. Quay gần vô. Nhiêu tiền? 30 triệu đúng không? 30 triệu. Chị vậy chi vậy? Hả? Chi vậy? Chạy giấy tờ. Chạy giấy tờ. Chị ơi, cho em phỏng vấn em vài câu. Dạ, kính chào mấy cộng đồng mạng. Tôi là nickname của tôi là... Thôi bỏ đi, tào lao quá. Ông này mới là cần nè. Đó, mày đâu có nổi tiếng đâu mà mày cứ ấy hoài đây nè. Đó. Cái này con vô. Dạ, đúng rồi, cho đủ mặt. Con vô, chụp chung tấm hình cho vui. Đó, bà con thấy không? Đó. Hôm đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi quay tại trận luôn. Đó. Hồi đó là ngay quán cà phê tại trận vậy. Ngay quán cà phê. Ngay quán cà phê đó hình ảnh đẹp luôn. Bắt đầu. Phỏng vấn con. Dạ. Phỏng vấn. Rồi. Quá đẹp. Chị đậu đây nè. Ngày xưa mới đây nè chị giấy tờ cho tôi. Chị giấy tờ công chức cho con trai của tôi đúng không? Con rể của tôi. Nè, nói có sách mà có chứng đàng hoàng phải không? Gì đây là gì nói rõ ràng. Ủa, con gì là giờ con rể hả? Thằng Luận, con rể bả. Nói cho nó nghe thằng Luận bây giờ làm cái gì? Chạy xe ôm. Mày thấy chưa? Nó chạy xe ôm mà cái gì? Ủa xe ôm mà cũng lo tiền mới được chạy ha anh? Đúng rồi, nhờ cậu này nè, giờ con tôi đi ra ngoài đường chạy xe ôm. À, đây, mày coi hết nguyên cái hẻm này. Cái dạng đàn ông như kiểu thằng Luận gì đó là cái thằng đó mới là khó kiếm. Nó làm ban ngày làm công chức ban chiều tối đêm là nó chạy xe ôm nặng kiếm thêm nó lo cho vợ đó. Nhờ cái ơn đức của cậu mà bây giờ thằng con tôi á nó từ là công chức. Cái gì? Ủa thằng Luận nó có trái hai bà má rồi hả? Má cái gì mà má? Tôi bị liệu nè. Tôi nói lại nè, từ chồng tôi nha, từ một người làm công chức bây giờ chạy xe ôm chung với cái chú này đó. Bây giờ ông trả lời sao? Ông nói sao về cái số tiền đó hả? Nói đi. Nói thiệt cho mẹ già giống mẹ mớm đó, cái chợm tóc này nè. Ê, nói cho đàng hoàng nha. Tôi sợ một cái là không còn một cọng tóc nào nha. Cô đất ơi, mấy người làm gì vậy hả? Trời đất ơi. Nè, lo tiền để mà chạy công chức cho cái thằng con ha, thằng con của bà, thằng chồng của chị, thấy không? Nó ngu,
nó đã vô được công chức rồi thì nó phải biết lòn trên cuối xuống, thấy không? Nó phải chạy đầu này chạy đầu kia để mà nó càng ngày càng lên chức nữa, chứ đâu phải là tôi lúc nào nó vẽ đường nó chạy à. Còn muốn phải lên nữa nó phải nói với tôi để chi, để tôi chạy thêm nữa, đúng không? Cậu nha, cậu đừng có ăn nhen nói ngược như vậy nha. Cậu lấy một đống tiền của người ta bây giờ cậu nói vậy mà nghe được quá hả? Nè nè, anh đi qua đây. Chị ơi, tới em hả chị? Đúng rồi, nè. Quay anh đưa tiền làm gì? Em nói giữ nữa. Em đưa tiền cho ảnh để ảnh chạy chức cho em. Chồng của tôi ngày xưa ổng hứa là chạy chức phó phòng mà bây giờ ra làm xe ôm rồi đó. Thì anh nghĩ đi, ổng nói ổng chạy cho anh cái chức trưởng phòng rồi sau này anh sẽ ra anh làm gì? Trời ơi, chết tôi rồi. Anh sao em? Anh lo cho người ta phó phòng mà giờ người ta chạy xe ôm mà em cũng căng quá. Không mấy giờ cho em xin lại tiền đi anh, em về em đưa ba em nói thiệt. Đây. Mày lại nhảy ra nhảy, mày còn hơn là ba nữa à? Mày á, nghe. Mày đưa cái đầu xuống coi, đưa cái đầu xuống. Ủa sao anh tán đầu mà anh tán xuống tới mặt em thầy? Mày vừa phải đó nghe chưa? Tiền nào, mày đưa tiền tao nào? Ôi nói gì kỳ vậy? Hồi nãy em mới đưa tiền anh xong á chị. Em mới đưa anh 30 triệu rõ ràng. Dạ anh nói không có là sao anh? Đâu, bằng chứng đâu? Đi ra. Ê chị lấy lại công đạo giùm em đi chứ em. Công đạo hả mày? Công đạo em hoài luôn cơ. Trước tiên á, muốn làm cái gì phải đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng, nghe chưa? Đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng chứ ngồi như vậy người ta nói người ta cúi xuống ngồi cổ, nghe chưa? Đứng lên. Nói chuyện với tao kia dễ người ta quá vậy? Nó đứng nãy giờ. Nãy ghế nè, nè. Nè, đứng nãy giờ, đứng rồi đó. Nó đứng rồi. Khoan, để tôi vô cận cái ghế. Đó, vậy đi. Ê, con mớm kia. Sao? Đây là tiền của ai? Tiền của ổng. Vậy sao mà mày đòi? Mày là vợ nó hả? Thấy chưa? Chơi hàng dài hả? Gái gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe, ông lường gạt má con tôi thôi như vậy là đủ rồi. Ông đừng có lường gạt thêm một người nào nữa hết. Ông trả tiền cho người ta đi chứ. Đúng rồi, trả đi anh ơi. Ông trả em khóc tới chết luôn á. Ông trả đi giao cho chính quyền. Khỏi bằng chứng tôi thâu trong máy hết trơn hết trọi rồi. Đúng rồi. Máy đâu? Đó, bằng chứng đây nè con. Trời ơi, cái mặt nó bận quá. Ê, cái này chơi quay lén hả? Không có, tao quay trước mặt. Tao cho nó vô điện thoại đó. Hả? Nè, đừng có giỡn mặt nha. Rồi, chứ đã đủ rồi con. Mày giả bộ bè lũ phải không? Bè lũ mày mời ra đây đặng mà quay lén người tao rồi phải không? Đâu có đâu, em đâu có bè lũ đâu chị. Chị nói em đi chị, em bây giờ em chỉ muốn lấy tiền lại thôi. Bây giờ anh trả tiền cho tôi đi. Tiền thì bây giờ trả mày nè, có gì đâu. Đó, nó nhờ tôi làm nhưng mà tôi không chấp nhận cho nên tôi trả tiền lại cho nó. Mọi người cũng làm chứng rồi phải không? Rồi xong chuyện tôi đi về. Ê, đâu có dễ dàng vậy được. Bây giờ trả tiền cho người này xong rồi, bây giờ tới cái tiền của tôi thì sao? Hả? Trả tiền lại đây cho tôi. Gì vậy? Gì vậy cái con mớm hung dữ? Chồng của em á là bây giờ cũng là công chức đúng không? Đúng không? Nhưng mà tại vì nó ngu, nó không biết lòn cuối, bây giờ nó ngu rồi nó chịu chứ sao? Nè, nói cho mấy người biết, đừng có hòng mà triệt tôi. Trong đời này mà còn có những thằng mà không chịu ăn, không chịu học mà còn mơ tưởng nó chức trưởng phòng, phó phòng như kiểu thằng này thì cuộc đời với những thằng như tôi sẽ trường tồn mãi mãi. Thả kéo giùm em cái này ra đi, ngọt quá à. Cảm ơn ông Thả. Ông Thả hả? Ông Thả, em nói gì? Em kêu anh đó ông Thả. Ủa, nhà anh đâu có nuôi con gì đâu mà thả em? Không, ý cái này là giống như em nói thì mấy giới trẻ bây giờ nó hay quay mấy cái clip mà sụ sụ tóc xong rồi ngồi vậy nè. Anh Thả ơi, bà Thả nói cho ông Thả nghe đó. Là sao? Là ông xã đó. À, là ông xã hả? Dạ. Yeah. Là kêu vậy mới được hả? Dạ. Yeah. Vậy thì bà Thả. Ông Thả. Bà Thả này. Ông Thả ơi, bây giờ em là vợ của ông Thả rồi đó. Cho nên là ông Thả phải hứa là yêu thương em, chiều chuộng em, bảo bọc em đó nha. Ừ, ông Thả hứa là sẽ yêu thương bà Thả suốt đời, không bao giờ nhìn xa. Thả nói gì? Ông Thả nói là yêu thương bà Thả suốt đời, không bao giờ nhìn xa. Ông Thả nói gì? Nói là không bao giờ nhìn xa. Nói cái gì vậy? Anh nói là anh yêu thương em suốt đời, không bao giờ lìa xa. Nói cái gì không nghe được gì hết trơn à. Thương ông Thả quá à. Ôi,
tâm lý em gắt gao vậy đó hả? Dạ em nhanh lắm. Bà Thả cũng hứa là bà Thả sẽ yêu thương ông Thả suốt đời, không bao giờ thì tha. Thôi giờ ông xã thề cho bà xã tin nha. Rồi ông xã thề là cho dù có phải lên núi đao hay xuống chảo dầu thì tình cảm của anh vẫn dành cho em mãi mãi vẹn nguyên. Anh sẽ nguyện hy sinh vì em, anh sẽ chết vì em. Ôi thương ông Thả quá, bà xã cảm động quá. Ờ hay không, hay không, hay không. Thôi đừng khóc, đừng khóc bà xã, đừng khóc, bà xã đừng khóc nha. Anh thương ông xã. Hả? Ông Thả nhìn gì vậy? Hả? Bà Thả nói là ông Thả hứa như vậy, bà Thả rất là vui. À, không, ông Thả hơi bất ngờ. Sao vậy? Sao bà xã đàn bạn gái mắc xì giọng đàn ông dữ vậy em? Đâu có xì gì đâu, cái giọng em nó phải vậy, cái giọng em mềm mỏng lắm. Giọng em sao? À chi! Giọng em đó. À chi! Nói bao nhiêu lần rồi, đi chung với tôi thì làm ơn, làm chồng thì đúng làm chồng. Cái gì mà cái giọng mỏng lét mỏng hơn tôi nữa? Đâu có giọng cái giọng đâu em. Chứ giọng á xì là của ai? Đâu phải giọng anh này ác xì. Sao giọng nói mỏng mà ác xì dày vậy? Biết. Kỳ vậy ta. Ủa ông Thảo ơi, em nhớ ông làm ở trong cái phòng này chỉ có hai đứa mình thôi. Ừ. Anh không ác xì, em không ác xì. Vậy ai? Ai biết ai? Ác xì. Là tôi. Ai đây? Ai vậy? Trời ơi. Ai đây? Vậy? Xin tự giới thiệu, tôi chính là ăn. Ăn cái gì? Bước ra ngoài, bước ra đây. Trời đất ơi, kỳ cục, khách khứa gì đâu mà mất lịch sự như vậy. Tôi nói cho anh biết nghe chưa, anh có biết cái chữ không? Biết không, đây là cái phòng của chúng tôi, rồi là cái đêm hạnh phúc của tụi tôi. Tự nhiên cái đi vô đây là sao? Cái nhà khách ở bên kia thầy thẳng ra ngoài đó quẹo trái cho tôi. Bước ra. Dạ tôi thấy đâu, giờ tôi nói đúng á. Ăn uống thì tiền cũng ăn rồi mà tự nhiên vô phòng nhà tôi cũng hơi kỳ. Bực bội. Em nói bạn em đi, em kỳ vậy em. Chị, em có chơi với mấy hạng này. Bạn anh đó. Đâu phải bạn anh. Ai đây? À trời đất ơi, nhìn mặt là biết liền. Bạn ba má em. Trời ơi anh nghĩ sao vậy anh? Cái mặt như vậy làm sao bạn ba má em được, nó trẻ trâu lắm. Thôi, cái gì mà nói hoài vậy? Người ta giới thiệu, người ta chưa kịp nói nhảy vô họng người ta nói. Trời rồi. Thì bây giờ anh nói đi. Xin tự giới thiệu, tôi chính là ăn cướp. Ăn cướp mày. 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 Ăn đánh đi, đánh đi. Vô côn ha. Dạ không có. Lột hết á. Lột. Trời ơi là trời. Tại sao anh lại quá đáng như vậy? Anh có biết là tôi mới vừa lấy chồng không mà anh nhào vô trong phòng người ta, anh kêu tôi là lột hết ra. Anh quá đáng lắm. Anh có biết là tôi 30 tuổi mới được lấy chồng mà tôi rất là chính quy không? Tự nhiên kêu lột ra là sao? Gì vậy? Nói gì vậy trời? Ý tôi nói là lột hết vòng vàng ra chứ ai kêu mà lột đồ ra đâu. Không có làm gì hết. Không. Lột ra. Không. Không rồi tôi bắn. Ôi là trời. Ôi cái gì mà đó. Đây nè. Đó. Đó. Cái này là nhẫn cưới chừa cho tôi. Rồi đó. Còn công dây chuyền nữa. Lột ra. Không được. Cái này là của nhà chồng tôi cho tôi. Đúng rồi đó. Lột ra không tôi bắn. Ê trời đất ơi, không được lột, cho nó bắn một phát thôi em. Trời ơi, nói cái gì vậy? Không được, trời đất ơi, đi đây, cái này là anh tính tay anh mua đó, trời ơi, 5 phân vàng cho bố ít hả trời. Ủa sao lúc bước vào má anh nói tôi là hai chị mấy? Hai chị mấy cái gì? Cái này 5 phân nè, còn như đây là inox rồi mạ lên thôi. Trời đất ơi, anh. Thôi, tóm lại thống nhất bao nhiêu, đưa hết đây. À, không có được, cái này. Đưa đây. Không đưa nó bắn cho chết thì sao? Nè anh. Còn nữa hết. Dạ, à, hết rồi. Hết rồi. Còn nữa hết. Hết rồi. Vậy còn tiền khách đi mừng đâu? Rồi tụi anh, sao anh biết đám cưới là có tiền khách mừng vậy anh? Nó có ngu như anh đâu mà không biết. Đâu? Đâu? Trời, bao? Đâu? Ê, nè. Trời đất ơi trời. Ở đâu? Có đẹp mặt chưa? Ở đâu? Mày đứng đó làm gì, mày lại mày cầm súng mày chỉa vào đầu nó để tao đi kiếm coi. Dạ. Trời. Đúng rồi.
là trời, thân gái 12 bến nước trong nhờ đúng chịu. Mà tôi lấy cái bến đục ngầu ăn trộm ăn cướp vô nhà kêu cầm súng chỉa vô đầu vợ, cầm chĩa hoài nè trời ơi. Cái gì vậy? Gì? Anh cầm chĩa cái gì? Nó kêu cầm thì cầm chứ sao? Anh chửi tôi tính dân cướp làm cái gì? Tôi không làm nó bắn cho chết bây giờ. Anh cầm cái súng này nó lấy cái gì nó bắn anh? Mà nó giật lấy mấy hồi. Đưa đây. Đó chứ nó giật là kìa. Trời đất ơi anh ơi. Anh giật nhanh quá, anh cũng không giật nào đúng anh ơi. Trời ơi. Giật nhanh quá. Điên hả? Im. Tao đã lấy được rồi. Đi ra. Hay ha. Giờ tao hỏi nè. Vợ chồng tụi mày thích coi phim gì? Dạ, dạ hoạt hình. Mày. Tôi coi phim ma không à? Còn tao thích coi phim trinh thám. Thì đi về nhà coi phim nữa đây chi. Trời đất ơi, giờ này nó chưa có chiếu. Với lại còn tao coi để tao nghiên cứu tâm lý nhân vật. Tao nghiên cứu là tụi nó cướp xong tụi nó còn giết người. Dạ không anh ơi, anh cái phim mà trinh thám em coi ấy là ăn trộm ăn cướp xong rồi trả lại cho chủ nhà rồi đi luôn. Tao không coi phim đó mày. Ôi, vậy thôi anh coi phim đúng mà làm đi. Đúng cái phim tao coi là bây giờ hai vợ chồng phải lựa ra một đứa để chết. Hội ý bắt đầu. Thôi em ơi, anh chưa làm được gì cho em hết. Bây giờ có cơ hội rồi, anh sẽ hy sinh, anh sẽ chết vì em. Không, anh đừng làm như vậy. Anh đừng có hy sinh cho em. Anh phải để em hy sinh cho anh. Rồi bắn liền đi kìa. Hy sinh rồi kìa, chịu bắn liền đi. Ok, cái... bắn đi. Anh làm cái gì vậy? Em hy sinh rồi bắn. Thôi. Cái gì mà hai đứa cứ nói hoài vậy? À, tao nghe đứa nào? Bây giờ từng đứa nói một. Thằng này nói trước. Dạ rồi, em sẽ được nói. Tuy là em mới lấy vợ có vài giờ thôi, em nhưng mà em thương quấy hơn má em nữa. Em không muốn quấy phải thành một quá phụ. Và em sẽ tình nguyện sống cô đơn từ đây đến cuối đời. Bắn quấy chết liền đi anh. Trời ơi, anh bị điên hả? Anh nói cái gì vậy? Tôi nói như vậy thôi, ý là tôi nói cho giống phim hàng thôi. Tự nhiên kêu tôi chết là đâu sao? Có, giờ anh xui mà. Đó, bắn liền đi anh ơi. Ủa, đổi ý bây giờ. Anh ơi, hồi nhỏ má anh có dạy anh là phải nhân từ với phụ nữ không anh? Tao mồ côi. Anh ơi, con gái 12 bến nước. Anh ơi. Thôi. Chồng nhờ đụng chịu. Đi ra. Cái gì mà có một bài mà nó nói hoài vậy trời? Thì đơn giản bây giờ anh bắn nó chết đi rồi tôi nghĩ nó. Đâu có bắn cổ, của hy sinh thì bắn cổ chứ sao? Vậy bắn anh nó, cái thằng vô. Bắn cô á. Bắn anh đó. Đúng rồi, bắn cô, bắn cổ nó đi. Bắn anh đi. Bắn anh đi. Bắn anh đi. Bắn anh đi. Trời đất ơi, kìa, kìa, tao bắn có một phát súng mà hai đứa chết là sao trời? Ú, diễn giả. Anh hơn tôi chắc. Cô hay ho cái gì? Trời đất ơi, bây giờ tôi nói hết thì cô biết nè, bắn cái gì mà bắn. Nè nha, tôi không có yêu thương gì cô trơn á. Cô tưởng con đẹp đẽ gì chắc hả? Tôi không có muốn lấy cô. Trời đất ơi, con gái con nói vậy nào mà du côn. Chị hai cậu ba cản, ai mà lấy cô trời ơi. Nếu không phải là hả ba cô giàu có thì má tôi không bắt tôi ép gả cho cô đâu. Cô tưởng cô hay ho hả? Rồi anh không cảm cái gì, ai mượn anh? Trời đất ơi, tôi nói cho anh biết, tôi cũng đâu có thương yêu gì anh. Chẳng qua ba má tôi nói là bây giờ thôi, du côn quá mà 30 tuổi chưa có chồng, thằng nào chịu thì ưng đại thôi. Anh nghĩ sao tôi thương anh vậy? Chứ cái một thằng thương tôi chắc à. Trời ơi, thì chẳng qua anh có sắc, nhà tôi có tiền, có gì đâu không hợp lý, đúng không? Trời đất ơi, nhưng mà bây giờ tôi không có yêu cô. Em! Anh ơi, em nói thiệt, bây giờ anh đừng bao giờ chĩa súng với em nữa. Cái người đàn ông như vậy là không nên sống trên đời. Anh bắt một phát không em, bắt một phát chết. Trời ơi, anh cái đồ vô dụng. Tao mệt rồi nha. Tao với hai vợ chồng mày là tao mệt rồi đó. Thằng này, đi qua đây. Tôi mới vừa chửi lộn với hắn, tôi không đội trời chung với hắn ta. Đứng lại. Về vị trí mày. Khỏi thoát luôn. Được cái gì mày đứng ở đây nữa, tao vừa mới kêu qua bên này mà. Kêu người ta qua kêu này mà giết chia xuống đây đầu người ta hoài. Rồi nè. Trời đất ơi, tao điên với hai đứa mày lắm rồi đó. Bây giờ nghe tao nói, tao núp ở đây từ đầu buổi tới bây giờ rồi. Trời. Tao thấy hai đứa mày thề non hẹn biển dữ lắm. Yêu nhau, dầu sôi lửa bỏng rồi. Mắt ối. Cuối cùng nó đụng chuyện rồi sao? Đứa nào cũng sống ích kỷ cho bản thân mình thôi. Biết nghĩ gì tới người ta đâu. Thôi, tao đi về. Ê! Mà đừng có làm mạng ở đây nghe trời. Nhức đầu quá, thôi không chơi đâu. Dạ. Má dạng không được lấy đồ người khác đâu, không chơi nó mệt. Ê, quên, quên. Tới giờ uống thuốc rồi nhưng mà chơi xuống luôn. Ê,
Súng giả thôi à. Với lại á, tao phải về nhà uống thuốc. Má tao nói á, là con người với nhau á thì phải sống yêu thương nhau, rồi đừng có mà ích kỷ vậy ha. Tao về uống thuốc nha, tao đi lâu quá má tao buồn á. Về uống thuốc nha. Trời ơi, Thắm ơi. Chị Tư, nước trà gì mà mày buôn bán kiểu gì mà nước trà thiếu trên trời rồi. Mà tối ngủ quên, không có pha trà. Thôi, uống gì vậy, uống gì? Cho gì cũng được. Uống nước mía nha. Ừ. Có nước mía liền. Đây. Uống gì Tư? Ủa? Rồi hôm nay con bay anh nghe nói về thăm rồi đâu? Chuẩn bị về rồi. Nó lên xe ngày hôm qua rồi 5 phút nữa nó tới đây liền. À. Ê, sao mày nói sữa đậu nành mà gì vậy? Nước gì vậy? Sáng ngủ quên không có đi lấy mía. Uống đỡ này đi. À, này là cái gì trời? Nước trái cây chứ không phải sữa đậu nành đâu. Thiệt không? Uống chết không? Không. Chị Tư, Thắm. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vui quá trời. Trời ơi. Ra đây. Bữa nay mà đây uống nước mía nữa hả? Trời ơi, cái hễ mà sáng sớm gặp hai người tôi vui lắm. Tôi cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy nhìn lại mình trên dưới vẫn còn nguyên. Wow. Không mất mát miếng nào đúng không? Uống nước mía nha. Nước mía thôi, khỏi. Ăn chè được rồi. Sao không? Ngày hôm qua đó bán chè ế cho nên là ăn từ cơm thấy bà luôn vậy đó. Rồi hôm nay á tôi đem chén chè qua ăn. Ăn cho đỡ khát nước. Ông ăn chè mà ông đỡ khát nước hả? Ông cũng hay lắm nha. Cũng may nha là dì Tư chỉ mở hàng rồi chứ không thôi là tôi đốt ông rồi đó. Thôi, đùa thôi. Cho ly trà đá đi. Đó. Vậy con được không? Ông qua trời, ế hai nồi chè lên dì Tư. Ai nói nghe nè. Hồi má mày đẻ ra đó. Dạ. Ai móc nước miếng mày mà giờ nói quá trời tám. Không biết nữa nè. Lúc đẻ ra chứ con có khóc. Không khóc gì trơn á. Mà má nói không hả? Không khóc hả? Không khóc. Mở họng ra là con nói được tiếng má. Con không cần móc mở con mà con nói được tiếng má. Con văng cái nhau ra ngoài luôn vậy đó hả? Chứ nhiều khi con nghĩ con quỷ phải người ta hay sao á. Thôi mẹ ơi, giờ nói nghe nè. Dạ. Đọc báo sao thấy ghê quá mẹ. Cái sao? Gì mà toàn là tai nạn giao thông, thấy ghê luôn vậy đó. Thì đúng rồi Tư. Trời ơi, lễ lộc mà. Hả, lễ lộc thì người ta túi nhau ra, người ta đi ra đường. Mà đi ra đường càng nhiều thì tai nạn giao thông càng nhiều. Chuyện đó bình thường. Bởi con nói con thấy như vậy nè. Mình ra đường là mình phải trang bị cho mình một kiến thức về an toàn giao thông. Ta nói á, ra đường xem trước ngó sau. Ngã ba, ngã bảy, đường tàu giảm ga. Đèn đỏ chớ có vượt qua. Rượu bia quá chén chớ mà lái xe. Lòng đường phân cách vỉa hè. Làm chủ tốc độ nhường xe ngược chiều. Văn hóa giao thông cần nhiều. Cùng nhau thực hiện dạng điều bình an. Nói nghe. Nói lại đi, để tôi ghi âm lại. Để tối tôi về bà nội. Tôi nhớ sao tôi nói vậy thôi. Rồi nói lại tôi nhớ tôi chết liền á. Trời ơi. Tao đứng cái miệng tép lặng tép lội. Bây giờ tôi đố hai người, nha. Cái gì? Đố hai người nè. Vậy chứ trong các loại giao thông á, loại giao thông nào mà nguy hiểm nhất? Giao thông đường bộ. Sai bét bẹt bẹt. Vậy chứ gì? Giao thông hàng không. Sai bét bẹt bẹt. Người ta đi giao thông đường bộ mới là nguy hiểm, đi máy bay mới là an toàn. Không rành bằng tôi là tôi nghiên cứu dữ lắm. Mặc dù là tôi là bán quán chè thiệt, hàng ngày nào cũng ế thiệt đó. Nhưng mà cái tai tôi vẫn nghe, tin tức vẫn đọc hàng ngày tôi biết mà. Cái giao thông hàng không mới là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm sao? Bởi giờ ví dụ nha, ví dụ như hai người nè, Thắm này là gì Tư nè, hai người đi xe đò đi, lỡ tai nạn giao thông xảy ra. Thôi em ơi, vô gì? Trời ơi, ví dụ hay gì cháu tôi? Tôi thí dụ cho nó thú vị vậy mà. Ví dụ tôi hả? Ôi trời ơi, giờ chuyện nhỏ đó. Giờ thí dụ tôi nè, tôi đi xe đò, tôi gặp tai nạn giao thông, tôi chết. Đó. Sao thấy nó ớn ớn ha? Thấy nó lạnh lạnh á. Thôi nói đại ai đi. Ví dụ bà bảy. Bảy, dù bà bảy ở kế bên đâu? Mình đây nè. Rồi. Bà có chết cũng có sao, kệ bà đi ha. Bà bảy nè, ví dụ bà đi xe đò gặp tai nạn giao thông. Ví dụ xe đụng ở phần đầu, bà ở phần đuôi, bà còn sống được. Nếu xe đụng ở, nếu bà ngồi ở phần đuôi, xe đụng phần đầu, bà còn sống được. Còn giả dụ như đi máy bay, nổ một cái pum, chết anh thầy.
À, còn giả dụ như mình may mắn, mình nhảy dù xuống, người thì bị thất lạc, người bị bắt cóc, rồi người bị khi mà bung dù ra, dù không bung, té cái phạch, xì phật nào. Trời ơi, thế ghê vậy? Ghê, nguy hiểm, hàng không là nguy hiểm lắm. Ê nè, bởi vì bây giờ là nên là tránh đi hàng không, máy bay rồi nổ rồi dữ dội, dễ sợ lắm luôn á. Máy bay nó chưa nổ, mày nổ nhiều vậy? Đúng rồi, con là dân nổ mà, con tám nổ mà, con nổ... nhưng mà con nổ có sách mách có chứng đàng hoàng. Đây nè, bây giờ ta có một cái list hẳn hoi lên list đàng hoàng nha, những điều cấm kỵ khi đi máy bay. Có luôn đó hả? Có, tôi ghi sổ, tôi đây đọc cho mọi người nghe. Chuyện nghe, tôi nghiên cứu dữ lắm nè. Thứ nhất, không đi máy bay nào có số hiệu là số 7, 17, 370 hay gì đó mà có dính tới số 7. Thứ hai là không bay vào ngày 7, 17, 27, 37, 47, 57. Làm gì mà có cái ngày nào mà bay 37, 47, tới cái ngày 30 thôi chứ. Là số đề. Số đề 37, 47, 57, không quên. Là ngày 7, 17, 27 thôi. Và không bay vào lúc 7 giờ và 17 giờ. Nói riết rồi, giờ tránh không có được cái ngày nào đi hết, ở nhà luôn đi con. Không, mình né số 7 này con vô 7 khác hả? Bởi vì cuộc đời con đâu bao giờ đi máy bay đâu. Con không thích đi máy bay. Trời ơi. Thôi, đừng có nổ. Mày bán chè, một ngày mày lời được bao nhiêu? Chừng nào mày mới kiếm tiền mua đủ tiền cái vé máy bay mà mày đặt máy bay. Tại vì con không đi được nên con mới nói vậy chứ sao. Gọi là chữa nhục á. Cái gì? Nấu nồi chè, chè đậu đen, có nơi bán chè đậu đen nè. Nãy là quên rồi. Chạy về lẽ là đến hồi chiều nay ăn chè chiều cơm đủ giờ á. Trời ơi, giá trời đừng có khét chết rồi, trời ơi. Nè, ông nói kịp kéo da non luôn á. Bởi vậy, mày thấy cái bâu nó nói rét mòn mà mỏng luôn á, mỏng lét luôn á. Nè, nhưng mà bây giờ nó nói tới cái vụ máy bay còn đây nè. Cái vụ bắt cóc mới ghê hơn cái vụ tai nạn máy bay đó. Bắt cóc gì? Thì bắt cóc là con người. Trời ơi, tôi ơi, người ta bắt cóc con nít á, người ta bắt cóc rồi người ta đem đi bán để nó làm mà nô lệ hay làm con nuôi gì đó, còn được tự nhiên người lớn chạm bá lửa rồi bắt cóc gì. Trời, bậy bạ mày thiệt, đúng là dốt nát quá. Đây nè, đẹp đẹp như mày đó, người ta bắt, người ta đem qua biên giới, người ta bán nguyên con. Còn mà xấu hơn chút xíu, nó phân lô, nó bán lòng mề, bao tử gì á, rồi nó bán hả tùm lum hết trơn á, nó bán nội tạng. Đúng rồi đó, chính xác luôn đó. Ủa mà chuyện gì á? Không biết gì hết luôn hả? Chuyện gì nghe vậy nói mà vô nói giống như chuyện đã rồi vậy. Chuyện gì mà nghe nói cái gì phân lô. Phân lô bán. Đúng là phân lô đất đai và phân lô bán vậy. Không phải trời ơi, tao đang nói phân lô nội tạng đi bán trời ơi. Phân lô nội tạng, bán nội tạng hả? Nội tạng. Đúng rồi, hèn gì bây giờ người ta bán phá lấu dạo quá trời luôn hả. Nhiều khi mình ăn nội tạng nha, mình ăn phá lấu, không biết phá lấu mình hay phá lấu của con thú vật nữa. Không phải đâu quá. Tôi là một cái đứa mà thèm ăn phá lấu mà ông nói nghe thấy ghê mà, thì bây giờ sao không ăn nữa. Hai người không biết đâu, cái nạn bắt cóc vợ lộng hành lắm. Bữa tôi bán chè nè, tôi cũng đặt cái alarm nữa. Cái báo động đó là cái báo động đó. Cái tiếng Việt mình gọi là báo động, cái tiếng nước ngoài gọi là cái alarm đó. Đó, tôi để ra cho cái bàn tôi, hễ mà ai có ý định mà xăm soi tôi, là định là bắt cóc tôi là tôi ấn chuông báo động alarm liền. Trời ơi. Ủa mà anh ta bắt cóc anh để làm gì? Nhiều khi để ngâm rượu làm sao? Trời ơi, ở anh mà đi ngâm rượu ha, tao uống vô là tao tiểu đường chết luôn á. Tại ông ăn chè không hả? Chết tin nó mày ngâm rượu. Ngâm rượu như rượu cắt chè vậy đó hả? Đừng ngâm cái chè vậy đó. Ghê lắm. Ghê quá. Ê, mày nói cho tao tưởng tượng. Mày đứng nằm ở trong cái chai vậy nha, ai dòm hai mắt mà thấu láo thì ghê. Trời sao dám uống? Ê, Tư nó mắc cười quá. Bộ con xấu xí mày sao Tư nói vậy? Nhìn mắt thấu láo như uống nhầm rượu quyển vậy. Bởi tao nói á, cuộc sống vốn bất công nên cộng long không bao giờ mọc thẳng, cuộc đời không bao giờ bằng thẳng nên đừng cố vuốt thẳng cộng long. Nói lại để ghi lại. Ôi, tôi nói xong tôi quên rồi, bà không cho bà ghi lại đâu. Trời mệt ghê vậy. Trời ơi, cái xã hội này bây giờ điên loạn hết rồi. Cái xã hội này bây giờ không còn là cái xã hội, không còn là tình người nữa. Bảy. Bảy, chuyện gì vậy bảy? Trời ơi, đây nè, một con nhỏ đi ngoài đường, nó đẹp gì đâu, da nó trắng như bông bưởi, tóc nó dài xuống đất vậy nè. Sao tả giống quỷ vậy? Quỷ đâu quỷ, trời ơi, tóc dài quá. Mày chưa thấy gái tóc dài hả? Trời ơi, gái tóc dài đẹp gì đâu, đây này. Trời ơi, nó đang đi ngoài đường, sao nó đang đi thước tha. Ủa, nó đẹp gì đâu, đằng xa có một người con trai rất là đẹp trai đi ngược lại với đó nha. Xong rồi hai đứa, trời ơi, bốn con mắt nhìn nhau giống như là yêu nhau mà. Giống quảng cáo đồ trên TV
bi hai đường nhỏ tóc thề thỏa ra chà đi ngang tới với mấy tóc quảng quảng giáo dầu gội rồi đó hả? Đó, cái thằng này vừa đi gần tới nhỏ này, thằng này đưa tay ra, con nhỏ này mắt chớp chớp là đưa tay nó hốt luôn con nhỏ này. Hốt? Nó hốt luôn, nó đem về phòng của nó, không biết làm cái gì mà khi con nhỏ tỉnh lại một cái đó hay là con nhỏ này thấy nằm ở trên cái nước đá đó. Ở dưới lưng nó là một ề nước đá. Là sao? Và bên cạnh nó để lại cái dòng chữ: em phải cho gia đình biết một tiếng sau nữa là em không còn trên cái trái đất này nữa. Tỏ ra ủa là dạ. Nó mổ thận, nó lấy thận, nó lấy gan, nó lấy tim, những cái gì nó lấy được là nó lấy hết rồi. Trời, thấy chưa thấm, tao nói là có nè. Bắt cóc lấy nội tạng nữa, mê trai đi. Trời ơi, phân lô. Phân lô, nội tạng mà phân lô luôn hả? Ừ, con bà Chính đó. Cái gì? Trời ơi, thiệt không? Con bà Chính. Con bà Chính đó. Nó đẹp đẹp mà tóc dài đó hả? Ờ. Trời ơi. Bà Chính ở đâu con? Bà đâu con gái? Bà có con chó. Nãy giờ tôi nói là con chó của bà bị bắt cóc. Rồi nó mổ, nó lấy gan, nó lấy tim, rồi nó ăn nó. Trời ơi, bà lẽ dễ sợ thôi. Trời đất ơi. Nè, con chó mà nó còn bắt nghe hung hồn chi con người. Đây. Chó với người bây giờ là tình như hạng ngang ngửa nhau đó. Mày nghe chưa Thấm? Con Mai, con của mày, đâu rồi? Nó về mày mà sao không thấy về chưa? Hôm qua nó có nói là lên xe thì về. Nhưng mà là tại sao nó bây giờ không thấy đâu? Sao giờ này chưa tới? Thì chắc khi nào bị lật xe. Gọi điện thoại đi. Mới gọi hôm qua rồi, giờ gọi nữa tốn tiền lắm. Trời ơi, thì mày gọi tao bờ, không có tốn tiền. Gọi liền. Lẹ lên. Trời sao con á ơi. Ủa, cũng lên bên phone rồi mà cũng tiếc với con mình làm gì. Mày mà gọi xong tới là nó bị phân lô rồi. Im đi, im lặng đi. Con alo, thoại, alo, ơi. Mai hả? Đó nghe máy, nó nghe máy đâu? Vậy là còn sống. Trời ơi, mày đang ở đâu? Sao mà mày nói mày về, mày không về? Đáng nhà cho con ăn hả? Ủa sao kỳ vậy? Ủa gì làm gì có con? Tao gả chồng cho mày hồi nào mà bây giờ mày nói mày nghèo mày cho con? Vậy là nó chữa quan rồi. Nhỏ này nó chữa quan rồi. Vậy là nó có chồng, nó có con rồi, nó không cho chị biết. Chị bị trời ơi, chị nó qua mặt chị rồi chị ơi. Sao mà mày là tao nhục nhã vậy Mai? Mày đang ở đâu? Mày đang ở nhà dì Tư hả? Bởi vậy tao nói đẻ mày ra tao không được nhờ gì hết ha. Tao kêu mày đi về nhà. Ủa sao ở nhà bà vậy? Mày về mày thăm tao, mày không về mà mày trốn ở bên nhà bà Tư luôn hả? Bà đồng phạm. Bà đồng phạm chứa chấp con của chị. À có nghĩa là con của bà làm cho con của bà có chữa. Ông có nói vậy? Trời ơi, tụi quay tầm bậy tầm bạ không hả? Ủa tắt máy luôn hả? Ủa từ từ. Sao? Hình như con gọi lộn Mai con gì. Bà nói. Bà nội, con sợ bà nợ với bà nội. Trời đất ơi, bà gọi con Mai con bà này làm cái gì bà nội? Phải, tại Lu điện thoại hai đứa cùng tên. Thôi, gọi bà liền đi. Alo. Có, hả? mừng quá lại trời. Không phải, kêu là nằm ngoài vùng phủ sóng. Trời ơi, như nhỏ nào trả lời á. Tao cam rồi nhưng mà vậy là con bà bị bắt cóc chắc luôn rồi. Đúng rồi, bắt cóc nó rồi. Đường đi ra chiếc xe đò. Một tốt người bịt mặt đen thui ra biểu chiếc xe đò dừng lại bắt ngay. Ai không bắt, bắt ngay con Mai con của nó. Bởi vì con nhỏ đẹp. Đúng rồi, xác. Hoặc là gì nè. Đang đi đông mọi người trên chiếc xe đó ha. Cái ai đó lấy cái thuốc mê. Trong khi mình thấy thuốc mê bẻ bỏ cái khăn nè. Một cái nè. Rồi cũng tại chỗ hút xác nhau ăn đi luôn rồi. Chết rồi. Thôi Thắm ơi. Thôi đó ơi. Thắm ơi. Trời ơi. Con của tôi đã bị bắt cóc rồi. Bắt cóc rồi. Trời ơi, con ơi là con. Tình đây, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chè của mình nấu nè, mỗi bữa là ăn 4-5 chén. Nay ăn có viên ỉ à, mà ăn cũng không vô nữa thiệt tình. Ê, chị Thắm ơi, tôi nói chị nghe, không có sao đâu. Tụi bắt cóc á, mới bắt cóc có ngày à, chưa đem xác nhỏ đi xa đâu. Trời ơi, ăn mắm ăn muối đó bậy bạ không à. Nhỏ mới mất tích có ngày à, xác nó chưa có phân hủy. Trời bà ơi, bà bậy bạ. Con ơi, đồ bà còn nặng hơn tôi nữa. Đúng rồi, nó chưa có phân hủy, chưa có mùi gì đâu, thằng nào đã chó chưa có lâu gì đâu. Bà
Trời ơi, bà là chúa đảo, bà là cái miệng bà là ác nhất á. Trời ơi, người ta khổ sở vậy mà nói bà toàn ba cái chuyện chết chóc gì thì không thấy ghê thì quá. Tao an ủi nó chứ có cái gì đâu. Nhưng mà thôi, bây giờ vậy Thắm ơi, đừng đau buồn quá, dù gì vậy nữa nó cũng chết rồi. Trời ơi, con bây giờ con vậy nè, giờ thôi cho tôi nói nha. Bây giờ á, có nghĩa là mất tích là bây giờ là mình chỉ còn còn có thể là kiếm được đúng rồi. Còn khi mà chết là khẳng định, mà nhỏ chưa có chết mà, bây giờ có biết nhỏ đâu mà xưng nói nhỏ chết hoài. Thôi giờ vậy nha, để tôi phân công luôn nè. Bây giờ chị á, trách nhiệm của chị là đi lên phường. Đúng rồi. Vận động bà con. Đúng rồi. Thấy không? Tao vận động bà con, mỗi người góp tiền một chút xíu mua cho nó cái hòm. Trời ơi. Trời đất ơi, bà nói mà vậy. Vậy chẳng ăn nào làm nhỏ chết rồi còn gì nữa. Đã nói rồi, nhỏ chưa có chết mà. Nó đi bắt cóc mất tích thôi đúng không? Tao lo xa, thì bây giờ nó không chết thì mấy mốt nhỏ này xài cái hòm đó. Trời ơi. Chế lo xa quá, chế lo hơi xa quá rồi đó. Ta còn trẻ quá mà. Trời ơi, cái chuyện chết chóc rồi tao nói bất đắc kỳ tử, nhỏ xíu 3-4 tuổi cũng chết kìa. Ta kêu lên phường á là coi như vận động bà con để mà phát tờ rơi. Trời ơi, phát tờ rơi khi không tự nhiên cái phát tờ rơi đứng ngã tư rồi phát mỗi người mấy tờ. Alo, nhà tôi có người chết. Chết rồi. Chết hoài vậy trời, con tôi mất tích thôi, mất tích thôi chứ chưa có chết qua cái miệng bà. Trời ơi. Mà chị khoái chết quá vậy chị. Người ta nói mất tích thôi mà cứ nhấn vô cái chữ chết hoài à. Bây giờ vậy nha, đi lên phường vận động bà con phát tờ rơi rồi đấy là con mất tích rồi, hoặc là lên truyền hình đó. Là phổ biến cho mọi người biết. Đúng là rồi. Coi như là con nhỏ là bị mất tích, mình tính nhau đi tìm nó. Còn nè, tôi nè, trách nhiệm của tôi là tôi lên Facebook. Trời ơi, trang của tôi là nhiều like lắm á. Facebook đúng rồi, lên Facebook là tuyệt chiêu nhất. Ê, bà nhiều nhất là bà bao nhiêu like? Nhiều lắm. Nhiều like? 20. Đặt bà đỡ. 20 like cũng khoe nữa. Tôi 42 like tôi còn chưa khoe nữa nè. Trời ơi, 20 đỡ 20 chứ mắc cười quá. Dạ. Mày bán chè mà nhiều like quá vậy? Dạ, ta like là những người mà trả tiền họ mới like, còn những người thiếu họ không dám like. Sợ like em biết em đòi nợ sao? Thôi giờ quyết định vậy đi nha, đừng có nói nữa. Nè, chị đừng có buồn nữa nha. Buồn tội nghiệp quá. Bây giờ vậy nè, bây giờ chị nó có hình ảnh gì không? Đưa tôi cái hình đi. Đưa tấm hình. Lên Facebook lấy hình. Facebook hình Facebook là hình trưng bày cho đẹp, hình mà để ngay hòm đó. Trời ơi, nó chưa có chết mấy cha mấy mẹ ơi. Quên, hình mà để đăng báo đi tìm nó đó, hình đăng từ rơi đó. Phải có chứ. Con thiệt tình lòng, bây giờ cách nào cũng biết cách nào bây giờ nữa. Giờ mình phải tìm quá, tội nghiệp nó quá lắm rồi. Đứng hết trơn rồi. Nó hiện hộ như vậy. Trời ơi. Đốt nhang cho nó ấm đi. Để tôi về. Con ơi. Mở cửa má ơi nào mà con về sợ con vậy. Sống con tá thiền con ơi. Trời ơi, chắc nó đói nó mới mò về. Nó làm cúng được. Nó chén con đi. Không cần cúng con. Cúng chè đi. Trời ơi. Chén chè tôi kìa, lấy tôi. Tôi biết lúc nó còn sống á, nó thích ăn chè dữ lắm. Cúng chè cho nó. Chị lấy ba cây nhang. Lấy ba cây nhang. Tôi đau lòng quá trời ơi con ơi. Trời ơi con ơi, làm sao thác thiên con ơi. Lên cũng nó. Trời ơi. Mai ơi, lúc con còn sống, ngày nào con cũng ăn chè thiếu của anh Tám này hết á. Hôm nay nhân dịp con chết, anh Tám cũng chén chè trôi nước này để trôi vô họng con. Mong con sống khôn thác thiên. Chúc con trăm năm hạnh phúc. Nó về nó chứng kiến kìa. Mày thấy con rùi không? Là nó đó. Nó hiện thân ra. Chị nhân giấy lộn phải không chị? Trăm năm hạnh phúc và đám cưới phải không chị? Đúng rồi. Dạ, chúc con
sống lâu trăm tuổi. Trời ơi, phải trời. Cái gì? Giấy sao? An lạc. Ờ, chúng con an lạc, chúng con sớm về nơi đoàn tụ ông bà. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Nam mô. Mày ơi, má sống sao mà nổi, mày ơi. Tội nghiệp quá mày, bây giờ tội nghiệp cô của tôi. Nó không chịu. Con sợ bị tiểu đường nên con không có ăn chè. Chơi chè của ông kìa. Mỗi bữa ăn dữ lắm mà. Trời ơi, làm ma rồi mà còn sợ bị bệnh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Dắn nhặt cái gì trời chứ. Trời ơi, dù gặp nhiều loại ma lắm rồi, tôi có ma lết nè, trời ma lết. Trời ơi, nó khát nước. Ma mà cũng khát nước nữa. Mai. Ủa sao nhà mình tập trung đông quá vậy ma? Ủa sao nói chuyện Ủa được sao vậy? Sao nói chuyện được vậy? Ủa? Họp tổ dân phố hả? Trời ơi, ý sao người nói nóng hổi vậy? À? Ủa con chưa chết hả con? Ờ, con chưa chết. Ủa? Nó còn sống hả? Vậy là con bị bắt cóc hả? Trời ơi, nó bị bắt cóc. Con bắt cái gì không con? Ơi, con có bị bắt cái gì không? Nó bắt con hả? Trời ơi, gan thì thận. Hả, nó lấy cái gì của trời con? Trời ơi, con tôi. Không, con không bị bắt gì trong người hết. Nhưng mà con bị mất một cái rất là quý. Trời ơi, nó mất một thứ rất là quý. Trời ơi, sao nó may mắn quá vậy? Tôi muốn mất mà không được đây nè. Trời ơi, nó mất một thứ quý giá của không, nó. Đã khùng quá, mất làm cái gì phải giữ chứ. Mà cái đó là quan trọng, cái là cái ngàn vàng. Bảo nghe tôi nói sao? Gì? Chữ chinh. Khỏi nói đi. Ngàn vàng. Phải gìn, phải giữ cho người mình yêu. Đừng để cho bọn quỷ yêu nó cài, nó xới là đời mình tiêu. Thôi đi cha, chút xíu đi theo đi nó thì dạy con tôi coi. Trời ơi, mày đi ra đây mày nói cho tao nghe coi. Tại sao mày để cho mất cái đó vậy hả con? Trời ơi, nó mất là mừng đi. Tôi giữ tới bây giờ chưa mất cái nè, khổ lắm con ơi. Trời ơi, bà nói vậy ra đường cho con chạy. Ai lấy vậy? Ai lấy vậy? Có thằng nào? Dạ không có thằng nào hết, con tự làm mất. Trời ơi! Của mình mà tự mất hả? Con đúng là một tiếp phụ nữ hiện đại. Ui cha! Hay quá con ơi! Con cho con một like con ơi! Con làm điều đó như thế nào? Dạ con leo lên đọt dừa đó quá. Trời ơi! Leo đọt dừa rồi đâm vô đọt. Trời mất luôn rồi! Vì đọt dừa mà mất hả trời ơi? Hay quá! Còn tôi muốn, còn tôi mất lúc nào tôi không biết luôn đó bà nội. Cái chiêu của con là hay nha, tôi phải học hỏi cái chiêu này. Ủa vậy chứ mọi người nghĩ là con bị mất cái gì vậy? Ủa chứ giờ con mất cái gì? Con mất cái điện thoại. Trời ơi. Mất cái điện thoại mà làm mất hồn à. Trời ơi, vậy là con bị mất điện thoại hả? Má đừng la con nha. Không, má không la, má không la. Làm sao má la con ghét mấy cái chuyện đó được. Nhưng mà tại sao con mất điện thoại là tại sao mà con đi từ hôm qua tới giờ con mới về, con nói cho má nghe coi. Không phải tại con ham chơi đâu, bởi vì là con với bạn con là hai đứa về quê chung nhau. Ừ. Xong rồi cái tới nhà nó trước. Ừ. Cái nó rủ con vô nhà nó chơi. Rồi. Mà con là con không có chịu, con nói không được. Bây giờ là má mình chờ mình ở nhà đó. Đúng rồi. Đó, nhưng mà bây giờ nó làm cái ghê lắm, nó bắt cóc con vô nhà đó luôn. Nó bắt cóc con vô nhà đó luôn á. Xong rồi cái nó rủ con hai chị em leo lên đọt dừa hái dừa. Cái con nói thôi kệ cũng được, hái dừa về có dừa thêm cho má bán. Xong cái con hái dừa, cái con hái hái xong nó rớt cái điện thoại, mất cái điện thoại luôn. Ôi là bắt cóc là vậy đó hả? Dạ. Trời đất ơi, chuyện không có liên hoan gì hết trơn hết trọi. Không có gì hết trơn hết trọi, làm mất hồn mất vía. Trời ơi, đúng không chị? Làm mình suy diễn tùm lum mệt ốc nè. Mai mốt có mất điện thoại con gọi điện thoại về liền cho má con. Để cho ở nhà biết, đặng tụi tao khỏi mất công nhiều chuyện. Mất điện thoại, điện thoại đâu gọi? Mượn điện thoại. Nè, mấy chế, tôi nói cho mấy chế nghe nha. Con tôi nó chỉ ghé nhà bạn của nó chơi đó là làm rớt điện thoại thôi nha. Mà mấy chế nói lên giống như là nó bị bắt cóc rồi, nó bị chết, bị lấy nội tạng rồi, nó bị mất cái ngàn vàng nữa. Trời ơi, nhiều chuyện gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Cái xóm này bởi vì người ta kêu cái xóm nhiều chuyện mà. Nhiều chuyện. Trời ơi, cho nó chạy ơi, mẫu đãi. Đi con, mình làm đàn bà con gái hiểu không? Mình phải chịu khó làm mặt lên, mình phải cho nó đẹp chứ lần nào mà mày cũng thích. Nguyên đoạn đường đi tới đây rồi nó trốn đâu được. Cái con này vậy đó, tao nói lần nào mà dắt nó đi làm mài làm mặt để đàn trai ra coi mắt là y chang nó cũng trốn à. Mẹ à.
Mẹ à. Mẹ. Mày đâu rồi? Mẹ. Làm gì? Con mẹ. Tại sao vậy hả? Đang đi với chi tiết rồi chui vô bụi rơm đứng là sao? Nghe lời tía hiểu không con? Đó bây giờ con chịu khó, hôm nay nè tía chọn được rồi cái người mà làm mặt cô dâu này thì coi như là đẹp nhất cái xóm mình, nổi tiếng nhất cái xóm mình, dắt con tới biểu nó làm mặt cho con hiểu không, cho nó đẹp lên. Hôm nay đàn trai tới thì cô coi mắt tía đã hẹn với người ta rồi, hiểu chưa? Nghe. Con có làm đâu. Không con, mình làm lên cho nó đẹp gái con. Con đẹp rồi. Trời đất ơi. Nghe nè con, thiệt ra tại mày lỡ là con của tía, hiểu không? Nên tía cũng cắn răng cắn lợi tía chịu. Chứ giờ mày mà đẹp là người ta chết đó con, hiểu không? Tía cắn lưỡi tía chết, hiểu không con? Thôi nghe lời tía đi mần mặt đi con, cho nó đẹp, nghe cho mặt mày nó đẹp ha. Con không có thích mần mặt mà tía ơi. Tại sao vậy? Ai cũng thích đẹp mà con không thích đẹp. Con không có thích đẹp. Tại sao? Con thích độc. Nhưng mà là con độc quá là người ta ngộ độc, người ta chết, con hiểu không? Làm ơn đi con cho nó đẹp nghe. Con nói thiệt cái tía không phải gì, nhưng mà con có một ước mơ của con. Con rồi ước mơ gì nói tía nghe. Con nói nghe nè. Bình thường mình đã xấu rồi hiểu không? Đừng có cười tàn quạt như vậy, nó còn ghê hơn nữa hiểu không? Bình thường thôi. Ước mơ của con là cái gì? Con chờ một ngày con sẽ được gặp Bạch Mã Hoàng tử. Tía biết mà. Cho nên ngày hôm nay tía chọn kỹ rồi, con sẽ gặp Bạch Mã Hoàng tử hiểu không? Nói nghe nè, tía chat qua mạng rồi hiểu không? Qua internet, email rồi, nó đã chat Facebook với nhau rồi. Tía chọn được cho con một thằng Bạch Mã Hoàng tử. Ta nói nó cao 1m87. Trời ơi, xô xô vậy nè, bụng 6 múi trắng trẻo đẹp như hot boy Hàn Quốc vậy đấy không? Quan trọng là gia cảnh của nó rất giàu có, má của nó bán hột sòn, hiểu không? Trời ơi, nickname là bảy hột sòn mà còn công chúa kẹo mút nữa. Thế không? Con thấy không? Một người mẹ độc đáo vậy thế nào con trai nó rất là đẹp, biết coi hình rồi đẹp lắm. Nghe nghe, đi làm mặt nghe con, nghe. Đẹp quá. Tía thích đúng không? Tía thích. Lấy đi. Để tía lấy. Bà giỡn chơi hả? Con không thích. Trời ơi, trời, tía lại con, mối này là mối thứ 10 rồi con hiểu không? Đừng có để nó hụt nữa nghe con. Tía đã cố gắng đăng hình con là đẹp lắm rồi, tía tuốt đồ này nọ 360 độ dữ dội lên. Bây giờ đàn trai nó tiệu rồi, nó tới con mắt, quan trọng là mày phải đi làm mặt cho tía. Thôi đúng đi con. Phải, con nói tía nghe nè, nếu như mà bây giờ con đẹp quá đó, là người ta thương con là gì? Cái bên ngoài của con thôi, không phải là gì cái con người của con. Nó nghe nè, nếu mà nó thương cái con người của con mà bên ngoài của con nó đẹp thì cũng đỡ hiểu không? Thương con người mà ở ngoài xấu quá người ta nhìn ta cũng sợ hiểu không? Nhìn mày như ma vậy đó. Thôi tao nói nhiều quá rồi, đi đi vô làm mặt cho tao. Con đi vô con mày. Mày đi, mày đi. Không, con biết rồi. Con ở đây luôn, con không làm mặt đâu. Đi vô làm mặt, đi vô làm mặt. Trời ơi, con kia quang cảnh kia con thấy không? Lúa rung rinh kìa, trời ơi nó đẹp như là cổ tích gì đó. Ôi cái chỗ này á đừng có khi dễ nghe chưa, tuy là quê là nghèo vậy chứ nhưng mà đại gia ở đó nghe không con? Ủa tự nhiên giờ Minh kêu con lên đây làm gì? Cái thằng này sao mà cứ khờ ịt hoài vậy con? Con là con của Minh mà con không có dám Minh một xíu nào, phải động nào, phải thông minh đi lấy vợ cho con chứ làm gì? Không được đâu, con có bạn thích rồi, bạn gái trên mạng rồi. Trời ơi con ơi, bạn gái sao? Bây giờ Minh đã chọn cho con một người vợ tương lai rồi. Trời ơi, tính nó đẹp, mà nó là con nhà giàu nữa, nó lung linh, nó xứng đôi vừa lứa với con lắm. Không được, không được, ở trên mạng á con cũng có quen một cái bạn cũng dễ thương lắm. Bạn đó giống hả? Giống như là một nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ nó na không ai sánh bằng vậy đó. Rồi bạn đó nói con là một chàng hoàng tử khôn ngô tuấn tú dũng cảm kiên trì không bao giờ bị khuất phục. Bạn đó hả có cái môi trái tim với mũi dọc dừa, con mắt hả con mắt lá liễu, còn lông mày bồ câu đẹp lắm. Lại gì? Cho Mâm nghe coi, bạn nó có nét đẹp con mắt với lông mày sao? Dạ, dạ mắt lá liễu lông mày bồ câu. Mắt lá liễu lông mày bồ câu. Dạ. Ê, con có nói ngược không con? Người ta là mắt bồ câu lông mày lá liễu mới là đẹp con à, chứ mắt lá liễu mà lông mày bồ câu là nó kỳ lắm con. Dạ không có, tại vì cái những cái chuẩn mực của Mâm á là người thường, còn chuẩn mực của bạn gái con là hot girl. Dạ. Girl sao cái nét giống hot dog vậy con? Con cũng biết nữa, nhưng mà đối với con đó là đẹp.
Trời ơi con ơi, con khổ quá đi. Trời ơi đây nè, Mâm nói con nghe, con đã xấu như vậy rồi, con xấu banh xác như vậy rồi, thì phải lấy vợ đẹp thì con của con nó mới không có xấu giống con hiểu không? Sao Mâm nói vậy, trong khi con đi học cô giáo lúc nào cũng nói con là có cái mặt tiến tới, cái mặt là sao? Mặt con lúc nào cũng đi lên, cái chiều hướng đi lên, mặt con mặt sáng sủa. Đi lên hồi nào? Cứ mặt mà đi xuống không đi lên hồi nào, mày có đẻ ngược không vậy con? Chị đem mắt kiến chi, con đâu có bị cận đâu, tự nhiên ền ền cái mắt kiến vô, mắt kiến không trồng con móc gèn đâu được đâu. Trời ơi móc gèn thoải mái đây nè, đó dục nè, hai cục gèn bự dáng dục nè, thấy chưa, phải đeo mắt kiến vô thì mới giống người trí thức. Đây nè, tháo mắt kiến ra nè, trời ơi như chúa ngục chúa ôm vậy đó, nó xấu mà nó xấu đê tiện luôn vậy đó hà. Sao, con à sao mẹ sao Mâm nói con vậy được, nói nhỏ Mâm đẻ con ra Mâm nói mặt con baby cute đáng yêu, càng lớn tự nhiên Mâm miệt thị con à. Chứ hồi nhỏ con dễ thương mà lớn là con xài hao, cái nhan sắc của con quá thì nó xấu chứ sao. Ôi mày trời ơi, con gái tao đẻ ra là đẹp nhất mày không làm được cái thôi mà mắc gì mày miệt thị con tao. Trời, tại nó xấu tao mới đem tới cho mày làm mặt, nó không chịu làm mặt thì mày trói nó lại hiểu không, mày làm gì nào mặt nó đẹp đi tao trả tiền. Xin lỗi mày à, đừng có đấy mà 500 ngàn 700 ngàn 1 triệu cỡ nào tao cũng làm. Ui da, gì vậy? Ai da, con chết luôn rồi. Ai da, ai da, trời ơi, vậy chú đi đứng cẩn thận xíu. Xin lỗi con. Ê cha già kia, hả? Đã già rồi mà còn mắc đuôi nữa là sao hả? Cái đường rộng thênh thang gì nè, chưa chỗ cho ông bà nội của ông nằm hay sao mà né ra chi là đụng tôi vậy hả? Hả? Chị Bảy. Gì? Bảy, tôi nói nghe. Sao biết tôi thứ bảy mà kêu tôi hả? Thường là tôi kêu Đại vậy đó chị. Đại gì? Yeah. Ủa, ba ông tên Đại, má ông tên Đại, sao kêu tên Đại? Dạ không, ba má tôi mà tên Đại là tôi kêu tên Tiểu rồi. Là sao? Nè thôi bà Tám, nghe tôi nói nè. Thật ra tôi có... Ủa vậy hả? Rồi bà Bảy nè, nghe tôi nói nè, cái chuyện tôi đụng chị thì từ từ tôi xin lỗi. Làm cái gì mày xấu xổ 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 vô mặt ta vậy? Hả đờn bà, con gái cái gì cũng vừa vừa phải phải đi chứ trời ơi. Đã già mà còn xấu nữa. Xấu vậy hả? Giữ nết nữa. Tôi xin lỗi ông nè. Cái mặt ông không hề có ý định là sẽ xin lỗi tôi. Tôi biết trong mắt của ông nói là ê con mẹ già cái đứng chi chặt đường để tôi đụng ráng chịu, đúng không? Nói gì nè, coi dùm quẻ bói rồi công nhận bà hay dễ sợ á, bà nói đúng luôn á. Ý đồ không vậy luôn hả? À, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, xin lỗi bà. Người đàn ông này không có tư cách. Ra từ từ cái mặt gì chửi người ta mù này mù nọ, tôi thấy đường tôi thấy rất rõ. Đây nè, thấy không? Hai mắt nè, mũi miệng nè, hai cái... Cái gì? Hột hột xoàng. Ông mắc nói giọng như người tôi vậy hả? Trời ông muốn gì tôi, không muốn ăn tôi hả? Trời xin lỗi đừng ông có mơ, đừng có mơ. Xin lỗi à, ở đây nè, ở đây nhìn già chứ nhiều người muốn hốt lắm mà chưa tới phiên cô à con. Muốn hốt cốt ông hay làm gì? Dễ thợ ông hay làm gì? Đàn ông nhau mà không có tư cách. Trời ơi, người đàn ông gì mà hả? Vô duyên bất lịch sự, đụng đàn bà phụ nữ xinh đẹp mà không một lời xin lỗi là sao trời chứ? Ơi, nghe hú hồn không? Xinh đẹp, trời đất ơi, làm ơn nghe thím Bảy nó nghe. Nhà không có kiến thì cũng phải có giếng hiểu không? Làm ơn. Ôi, ông chủ cho mọi người ông khi dễ quá hả? Bà đẹp, tôi nghe tức cười quá à. Không có cười. Nghe mặt ấu đấy bà. Con ơi, Mâm đẹp không con? Dạ không. Đẹp. Công nhận thấy chưa? Trời đất sao ơi. Sao con khờ quá vậy con hả? Mâm đâu có giận đâu, Mâm đâu có giận đâu. Thấy không? Con nít nó thật thà, công nhận trời. Trời ơi công nhận, thằng nhỏ con xấu bên nhà lòng luôn con. Công nhận nó nghe nè, ai đẻ ra mày vậy? Trời ơi cái thứ nào mà đẻ ra mày rồi xấu quá con ơi. Tôi đẻ đó. Trời ơi hèn chi mà mẹ vậy ra đứa con vậy là đúng rồi. Đúng cái gì đúng, cho nó giống cha đó, nó xấu mà tôi nói giống tôi nó đẹp. Trời ơi. Vậy mà đẹp ta, xin lỗi bỏ qua đi ngang. Ờ đừng có mơ tí bể ơi. Không biết mặt cha đó thôi. Tại vì tôi lấy chồng, tôi lấy bậy cho nên là đó là con quan, nó không có cha. Cho nên ông mới không biết mặt cha đó. Công nhận nghe càng ngày càng thông minh sáng suốt. Tao nói có bao nhiêu chuyện xấu khai ra hết à. Trời ơi. Đúng rồi, là con quán thì tôi nói là con quán. Già rồi có tuổi rồi trán đầy nếp nhăn mà làm như là não phẳng phải không? Xin lỗi ông nha, ông nói là xúc phạm tôi, ông nói cái gì là não phẳng? Tôi có não đâu mà phẳng chứ. Trời không có não mà biết não đâu hết trơn á. Bây giờ ông sao bây giờ. Ê cái gì vậy? Ông có xin lỗi tôi hả? Tôi không xin lỗi. Xin lỗi tôi hả? Nè bà chị kia bà làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Đừng có kéo lên con, cái thế này đang được. Lần đầu tiên
tía thấy hiệu quả của mặt xấu. Không, cái mặt con đưa ra bà đó, bà chạy mất mùa. Nó không về, hay quá, thôi thôi, được rồi. Mà sao vậy, sao ra đây vậy? Tía kêu thằng đó nó quá trang cho con mà. Nó make up, nó mặc về cho con đẹp lên rồi. Nó đâu sao mặc y chang vậy? Nó đi rồi. Sao nó đi vậy? Nó nói là nó cần một người để cho nó làm mặt cho mặt đẹp. Là nó vẽ lên cái mặt con, nó tưởng tranh biếm họa. Nó nói là nó tặng con cái thùng luôn rồi, cho con muốn mượn gì mừng. Thùng này thùng gì con? Thùng make up. Là thùng đồ nghề của nó đó hả? Dạ nó đi rồi. Là nó bó tay với con luôn rồi đó hả? Mẹ ơi, hình như cái thùng này là thùng thứ 10 mà con có ở nhà thấy không? Lần nào chắc nó đi make up xong, người maquille cũng cho nó một thùng đem về tự làm hết trơn. Trời thì đó, thôi con dở cái thùng ở nhà rồi tí mừng cho con. Ôi. Ủa mà cái cô đó là ai mà tự nhiên ê tía tía đi gây lộn với người ta vậy tía? Ai biết đâu nè. Nè bà kia, tôi á lịch sự lắm, có tham của rớt vàng rớt vòng nè, quay lại lấy nè bà. Rớt gốc luôn. Nhẹ quá trời, trả đi. Không, đó là người là người đó. Trời ơi. Ủa vậy? Là người sao xấu như ma vậy má? Xấu như vậy? Thằng cha mày ở ác lắm mấy hôm con, cho nên đẻ con gái nó xấu như thế này này. Là tôi đó bà. Là tôi đó bà. Lắm mà tôi nghĩ thế nào cha nó cũng là ông, bởi vì sao ông ác quá mà để con gái xấu vậy. Tội nghiệp con gái, từ cha đi con, đừng có nhận ở làm cha làm gì nữa. Dòm vậy thôi hiểu không? Đấy không? Nó không được đẹp một cách bình thường. Nó bình thường mà. Nhưng nó xấu tự nhiên. Thấy không? Cái gì tự nhiên cũng tốt. Coi vậy đó, chứ hot boy là tới hot đây nè. Xin lỗi nghe ha. Tôi đã chấm rễ rồi đó. Tao nói một thằng hot boy 1m87, bụng 6 múi, da trắng mịn, mặt mày căng đẹp như Hàn Quốc. Mà xin lỗi nha, da thế của nó là da thế khủng nha. Má nó bán hộp xoàng, 7 hộp xoàng chứ phải thường đâu. Xin lỗi ông á, có con 7 hộp xoàng thiệt thì đứng đây thì không có con nào mà hộp xoàng bằng tôi hết trơn á. Trời tôi ơi. Là con 7 hộp xoàng nổi tiếng nhất cái xứ tôi ở. Và con của tôi á, một khi tôi đã chọn bà... Ông làm gì vậy? Ông làm bình tư vậy? Hả? Bà mới nói cái gì? Tôi là con 7 hộp xoàng cái xứ này, đừng hòng mà ai mà cạnh tranh với tôi. 7 hộp xoàng? Là người mà tía quen ở trên Facebook không chị? Nickname là công chúa kẹo mút hả? Sao biết? Seven Trần. Seven Trần. Hot boy miệt vườn. Ông Seven Trần. Có chết đó. Bà xui con da của tía. Trời ơi, Seven Trần là cái ông mà đẹp trai mà tưởng là rách biết đó con. Trời ơi, bây giờ mình lên đây là rách rưới nè con. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đưa hình lên Facebook, trời đó, đẹp lộng lẫy y như là diễn viên Hollywood vậy đó. Mà nghĩ là y như ở ngoài đời, y như con chuột vậy đó. Trời ơi, cái đó là công nghệ thôi, thời đại thôi, hiểu không? Lên mạng mà ai muốn làm gì làm. Trời ơi, vậy con gái ông là nhỏ nào? Đây, con nhỏ mà có nét đẹp như hàng Nga tái thế. Đây. Angelina Jolie mén. Mén. Con ơi. Mom xin lỗi con, thôi mình về con. Sao dạ mom? Khoan. Khoan bà bảy. Ở đây làm gì? Ba là 7 hộp xoàng. Vậy con trai bà thằng ráp lũng. Trời ơi. Má ơi. Hot boy 1m87, bụng 6 múi, da mặt căng mịn như Hàn Quốc là vậy đó hả? Đẹp trai ghê chưa đẹp. Ở ngoài đời nó đẹp hơn trong hình nữa phải không? Trời ơi, tôi biết mà. Nghe nghe, chắc bà cả 80 con chuột mới ra được cái thằng con này. Bà quăng lên mạng cho tôi coi đi phải không? Không biết hả? Nhà tôi là sản xuất chuột cà di tính. Không bán được chai hết. Má con tôi tự xài hết trơn mà không sản xuất kịp luôn á. Xin lỗi. Thiệt ra là ở trên mạng thì mình thấy ở bển cũng đẹp ha. Chắc cũng bấy Photoshop bấy hết trơn đó phải không? Xin lỗi, Photoshop bây giờ là bình thường. Cái gì? 360 độ. Hèn chi, ảo mạnh quá, ảo tự sức mạnh quá à. Nghĩ sao vậy hả? Nè, thôi bây giờ vậy. Sao? Ấy ơi, nói nghe nè. Sao? Trên mạng thì mình thấy ấy cũng đẹp, con ấy cũng đẹp, nên mình mới quyết định là mình định gả con gái yêu, con gái rượu của mình giấy. Còn xin lỗi nha, gặp cái kiểu này là dở mộng rồi, không có xui da gì nữa nha. Xin lỗi nha, ông khỏi từ chối. Tôi muốn về từ đầu rồi chứ phải đợi ông từ chối tôi mới về đâu. Nghĩ sao vậy, nghèo rớt mồng tơi, xấu banh nhà lòng như vậy mà nói là trời là người nổi tiếng, là người giàu có. Xin lỗi ông nha. Mẹ con tôi không bao giờ muốn làm xui làm da gì với mấy người đâu, nghe chưa? Đừng có mơ à. Xin lỗi chị à, tôi cũng không có mộng đâu, xui da gì thứ chị. Đi về con. Quay về đó tía. Sao? Trời nãy ơi. Giờ chê mình quá, sỉ nhục mình quá rồi. Bây giờ
lỡ rồi con lấy cái mặt xấu của con ra con dũi luôn. Bác quy nhân sắc đi con. Đây là đưa cho con đó đấy. Qua thằng nó đi coi cho nó sợ. Ồ, xin lỗi. Làm gì nhau xấu này giờ làm gì nhau nè. Xấu bằng con cơ mà nói. À, xin lỗi chị à. Nó gì vậy con? Nè 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 công chúa xinh đẹp thì mới nè. Không ai sánh bằng. Cái gì vậy con? Thôi, Bạch Mã Hoàng tử ở trên Facebook. Gì vậy? Tụi con biết nhau rồi hả? Đây là mang lá liễu lông mày bồ câu. Mắt lá liễu lông mày bồ câu là như vậy hết trời. Trời sao xấu quá vậy con ơi, đi về coi. Không, không, đối với con đây là rất là đẹp. Đây chính là hot girl của con. Nàng. Dạ. Lũng. Mẹn. Lũng ơi, có sao vậy? Lũng. Đi về, đi về. Đi về vậy con, đi về. Không, không, không nghe lời tía. Đi về, con ơi. Đi về. Không có đi về được. Sao vậy? Tụi con là trời sinh một cặp xấu phu thê. Không có phu thê, phu thiết gì hết trơn á. Nghĩ làm sao vậy? Đi về. Nè, không. Ông nghĩ làm sao vậy? Ông có biết dạy con không vậy hả? Vậy thì bà có biết dạy con, xin lỗi bà. Con xấu như vậy á, mà nghĩ chắc làm sao bà đẹp bà. Bà lấy con tôi. Bộ con bà đẹp bà, tôi nói thiệt bà, tôi không đồng ý bởi vì tôi muốn thế hệ F2 của gia đình tôi nó phải giống người. Thế hệ F1 không giống người hơn ông nữa. Xin lỗi bà. F2 đi. Gì vậy? Tím lại, tụi con sẽ cưới nhau, không có gì có thể chia cắt được. Không. Không. Tao muốn cháu của tao phải đẹp. Tía muốn cháu của tía phải giống người. Tụm lại bây giờ ba má có cho tụi con cưới không? Không. Vậy thôi giờ ba má đi mua cái lu lớn đi. Gì? Bỏ hai con vô trống. Rồi tụi tao làm sao? Gì? Bỏ muối vô. Gì? Làm mắm. Còn cái góc nào nhà giàu đẹp nữa không ta? Trời ơi con ơi. Ôi, sao má đã dặn con rồi, nấu dùm cho má ăn nồi cơm, bắt lên thôi mà, cơm điện mà, có gì đâu mà lâu. Mà con không bắt lên, giờ cơm nước đâu ăn, con đói bụng lắm chưa? Trời ơi, má. Gì con? Sao kỳ vậy, người ta đang chụp hình đẹp muốn chết, má đưa cái mặt má vô hư cái hình người ta. Bậy rồi, con nhìn đi, quá đẹp luôn đó, hai má con mình đẹp ý như hai con khỉ. Má mới khỉ á con, mà khỉ á gì? Con không phải là khỉ, con là công chúa. Con ơi. Má im lặng cho con chụp. Chụp với con quỷ này ai cũng nói giống con á. Ai cũng nói con giống nhỏ này hết trơn á. Mặn quỷ này đại trà ghê, ai cũng giống nó. Con, bữa nào mình nói mà nó có bệnh hay có gì đó, cái con giả bộ con lẻn vô hay không? Con dành dai của nó, hay không? Nó nghe nè, con nói bụng lắm chưa? Má ơi, nhỏ quá rồi nè. Con bây có giờ nói bụng gì hết trơn, trời ơi, con đang chụp hình. Giờ sáng giờ con ăn cái gì chưa? Ăn rồi. Dạ, má kéo đi. Thôi mà, banh cái hình người ta má này, đi ra chỗ khác đi. Má nhìn coi, nhìn y như nhà của mình, có cái ngoài sao đẹp ghê không? Đó. Trời nhắc mới nhớ. Có gì vậy con? Sao tự nhiên con làm tùm lum, con dán lên chi rồi con chụp con đưa hình lên, người ta tưởng nhà mình giàu. Trời ơi, nhà mình nghèo lắm đó nè. Bộ dán rồi mà, bộ bàn ghế nghèo lắm. Con ơi, con đưa lên vậy là con giết má. Ăn cướp nó tưởng nhà mình giàu, nó vô nó giết con. Má không có biết gì trơn, trời á. Ý của con là muốn cho người ta tưởng nhà mình giàu đó, đưa lên Facebook cho người ta biết, hiểu không? Cái giờ bây giờ xưa rồi, các vụ mà có của giấu là xưa rồi, bây giờ có của mình phải phe ra. Trời ơi, mà mình đâu có phải có của thiệt đâu con. Sao cái ảo tưởng của con nó dễ sợ quá vậy con? Má đi vô đi, má nấu chè đi. Má đi vô nấu chè đừng nói chuyện con. Đi đi. Không, má bán chè ấy rồi, má về nhà rồi, má vô rồi. Đi vô ăn chè đi. Đi vô. Ê! Ê! Vậy đây, nhà đây tôi bán chè bằng chén chứ đâu có bán chè bằng ly. Ai vậy? Ngô Ly là tên con, Ngô Ly tên con. Lý sao con đổi tên Mô Ly vậy con? Má đặt có con là tên Mơ. Trời, bộ tên Mơ. Tên Mơ bộ xấu lắm sao con đổi Mô Ly? Trời ơi, tên Mô Ly là tên nước ngoài. Bây giờ ai cũng xài tên nước ngoài hết đó má. Má đi vô đi. Không được, con lấy tên Mơ cho má. Má. Mày chửi má hả? Chửi má nào? Con mới nói má, khác nào mày chửi má. Má. Ý con nói là con lấy tên Mô Ly. Má. Má ơi đi. Má không mà cái kiểu của mày tưởng chửi má không à. Mẹ. Má
mẹ nó cũng giống giống vậy đó. Má mệt quá, má mày, má khó quá, má đi vô đi. Nha, bây giờ con một hai là con chọn cái mô ly phải không? Mô ly? Mô ly phải không? Con là mô ly. Sao nó đẹp đó con. Má lấy kẹp ăn nha. Tiếp bạn đi con, tiếp bạn. Mình ghê. Ê, vô đây. Vô đây. Mở cửa. Cái cửa có cái gì đâu mà mở. Đây là không có mở, không có đóng gì hết hả? Xạo không à. Làm đợi nãy giờ. Ây da. Ê, bữa nay tụi bay đi đâu mà? Nhà mày lão quá mày. Mày làm gì vậy? Mày mới mua cái máy chiếu hả? Thể hiện. Gãy cái ghế nhà tao đứng hết đâu mà thể hiện. Trời ơi, đừng có leo lên vô, gồm chút má tao ra má. Tao tưởng nó là sân khấu của mày tập chứ. Mày khùng quá cái bộ dáng đó. Ừ. Cái gì? Đây nhà mày ngon mày. Ừ. Ê, mày tự mặc đồ mày chụp hình luôn hả? Ê, tụi bay gì? Có bị điên không? Gì? Hả? Tụi bay ngày nào cũng qua nhà tao mà làm như lạ lắm hả? Không, tao nhận ra là mày mua máy chiếu, mày chiếu lên đúng không? Mày khùng quá. Cái này tao dán rồi, mày máy chiếu nghèo thấy bà luôn mua máy chiếu. Ê, dán sao mày không có mày dán hình khác, dán hình ông nội mày lên chi vậy? Không, kìa đó ông nội, kìa đang đứng tung cánh kìa. Đâu ra tao phim Hàn Quốc đó ông nội. Ủa, phim Hàn Quốc hả? Này đâu phải phim Hàn Quốc, cái này là ca sĩ Hàn Quốc. Ê, mày nói cho má mày nghe vụ mày bị đuổi học chưa? Ê, khùng quá, mà xuống. Tao mà nó có vụ đuổi học rồi sao lấy tiền của má tao nữa. Sao mày ngồi vậy vậy? Trời, ngồi vậy mới ra chin rồi. Thảo lao. Ra chin là cái gì? Gì ra chin, chin. Mày phát âm sai rồi. Tin là cái người Việt Nam nói. Còn mà cái người nước ngoài, tại ta có ông chú tao bên nước ngoài, ông nói là chin. À vậy hả? Ừ. Rồi xuống đi. Rồi xuống đi, gãy ghế nhà mấy tao. Con ơi, ăn chè. Chè bác băng ế, mà ngon lắm nha. Bữa hôm nay nắng quá không ăn chè hay sao á. Ăn chè no. Ờ thôi. Ờ, chè ăn mà. Chứ sao mấy con mới nói no. Ý nói là tên no. À, con tên no. Dạ. Con tên gì? Mày ok hả? Really? Ủa, là sao? Mày qua câu hỏi luôn rồi hả? Không phải. Tao thích tên đó. Má bạn hỏi nó ok đúng không? Nó really là đúng rồi đó. À, sao? Vậy thôi con ăn đi con. Sai luôn. Yes. Ok, ok. Hey, really? Oh no. Yes. Ok. Really? Thôi tôi khỏi ăn đi. Trời ơi, con chém nó chè mà tôi bay cứ no, yes, ok, really gì tôi luôn hoài. Má vô má ăn hết ba chén con đi má. Má ăn hả? Má ăn giùm con đi. Chè này má độc hại lắm, không có ăn, tụi con uống trà sữa, trâu không à. Con nói bậy nghe, con nói tụi nó bác buồn nghe. Chè của bác là chè đậu xanh, đường cát, nước dừa. Uống ba cái đó mới độc hại đó. Dạ, cái chè đó là dành cho mấy người lớn tuổi, còn tụi con là chin cho nên chin. Là tụi con là ăn ăn trà sữa với uống chân châu không à. Gì vậy? Thái ăn đồ chin hả? Mày ăn bao giờ chưa, mày uống bao giờ chưa, nói ngượng ngạo vậy? Nào giờ có uống đâu. Người ta là uống trà sữa ăn chân châu. Thôi mệt quá, bây giờ gần tới giờ rồi nè. Má đi vô một con đi má. Thôi. Đừng sao mày chửi má mày vậy? Ờ, nó kêu mỗi lần kêu má là kêu má, giống như nó chửi vào đầu má vậy. Con kêu nhẹ cho má nghe. Má đi vô giùm con đi má. Nhấn chữ má cái. Mở TV coi chương trình. Bỏ đâu? Bỏ đâu? Bấm. TV đâu? Trời ơi, nhà mày hỏi tao. Quá trời mày nói gì kì mày. TV đâu? Nhà mày hỏi tao. Thời bữa giờ nhà nào cũng có TV á, đừng nói nhà mày không có TV. Ừ đúng rồi, nhà tao có TV. Ồ, nhà nhỏ này chơi lớn luôn ta. Vậy là nhà chơi máy chiếu rồi. Không có, nhà tao nghèo làm gì có TV. Chứ nhà mày có cái gì để coi được, mở coi được. Nhà tao có cái điện thoại à. Mở điện thoại coi đi. Mà nhà mày có wifi không? Tivi không có là đừng có wifi mày. Trời ơi, tivi có thể không có nhưng wifi không thể không có được. Không có, nhà tao có wifi. Vậy nhà mày có 3G không? 3G hết rồi. Trời ơi, mệt ghê, mày có điện thoại của mày không? Không. Tao cũng không có điện thoại luôn. Tao có nè mày. Ừ. Bấm 3G qua tao ơi. Khùng quá, nó mở điện tao thoại nó coi. Tao share 3G cho mày coi. Vậy coi đó, điện thoại tao hết pin sao? Ờ vậy hả? Rồi tao mở 3G tao share qua mày mày coi nha. Ồ, mở rồi đó. Hai cái điện thoại giống nhau mà màu sắc khác nhau ha. Bữa giờ mình phải trên màu sắc chứ. Không hề nha. Ê mày kêu má mày ra coi. Ê mày kêu má mày mày ra coi. Thôi đừng có làm phiền má nữa, mình coi trước đi. Ê, có rồi nè, có rồi. Có vô rồi, có vô rồi. Có vô đi báo đi. Báo gì? Đi báo công an đi.
điên hả? Sao tụi bay cướp của với người sao báo công an vậy? Hải, ý cô nói là bác chạy nhanh lên phường. Bác chạy nhanh lên phường xong rồi bác báo với công an. Coi như cả xóm này nè, kêu cả xóm này mở tivi lên coi tụi con nha bác. Nha bác, cứ giỡn với tụi con nha bác. Con Miên nó làm gì? Có gì cho nó má ơi, bây giờ tụi con đi lên tivi rồi má ơi. Thôi con lên tivi hả? Lên tivi, tụi con đi thi hát. Chương trình gì con? Những chiếc hôi tự tin. Nè, chương trình những chiếc hôi tự tin nè. Dạ. Má ơi, má ơi đi bảo đi má. Cho bà cho dòng họ đi coi má. Ê, tao gọi điện thoại đi. Cái gì vậy? Tao gọi điện thoại về cho má tao. Thôi. Ê, bây giờ trễ rồi coi đi. Alo má hả? Kêu ở nhà mở tivi lên má. Dạ. Mày gọi không? Má. Thằng Nô nói nè. Má ơi. Má tao. Má mày là cái gì đi, cái gì thôi, cái gì? Dì ơi, chạy qua nhà má con. Dì nói với má con á là chạy qua nhà dì của con á. Đúng. Nói với dì của con là kêu bà ngoại con mở tivi lên. Má mày chửi tao. Ê, coi hình này tụi bay. Yes. Go. Quảng cáo. Nhóm tiếp theo em ơi. Em có thi không? Tôi nói em á chứ nhìn ai. Có thi không? Không thi đi về. Là kêu nhóm mình á hả? Nhóm mình đâu phải tên nhóm tiếp theo đâu. Là tụi con hả chú? Đúng rồi, có thi không? Dạ, để thi chứ, tới để thi mà. Thi thì bước lên giới thiệu cho người ta biết chứ ngồi dưới đi rồi ai biết tên. Dạ. Lẽ lẽ. Đứa nào giới thiệu đi. Mày đi. Đứa nào biết nói đi, đứa nào nói đi. Nhất mày nói đi. Rồi. Để tao cho. Mày nói đi. Ủa mày có đâu đâu mà mày nói. Thùng quá. Bây giờ con nói cho nó nói đi. Dạ tại để con nhỏ con gái nói đi. Dạ. Chú ê anh nói là bạn gái đừng nói con nhỏ kỳ lắm nha. Dạ. Dạ thưa chú. Dạ thưa quý vị khán giả. Lời nói đầu tiên. Dạ lời nói đầu tiên. Cho bốn đứa con. Gửi đến quý vị khán giả là chúc sức khỏe. Gửi đến quý vị khán giả là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ thưa chú và thưa quý vị khán giả, con là nhóm trưởng. Con tên là Molly. Và đây là thành viên của nhóm tụi con. Là ai nữa? Dạ. Điều tên mày kìa. Ai? Molly rồi ai nữa? Thì tên đi. Thì tụi bay tự giới thiệu đi, tao mẹ tụi bay hả? Nhưng mà mày nói mày giới thiệu mà. Tao chịu nhóm, tao giới thiệu nhóm rồi. Được rồi, tụi bay tự giới thiệu tụi bay đi. Rồi tụi tao chỉ thể hiện thôi chứ không có nói. Thể hiện cái gì bây giờ? Mắt tao nói không mà mình tao nói vậy? Rồi. À dạ, con là thành viên thứ hai. Con tên là No. Yes. Dạ con tên OK. Đến với cuộc thi chiếp hôi tự tin đó thì các em làm gì để thể hiện sự tự tin của mình đi? Dạ, em sẽ thể hiện sự tự tin của em cho tất cả quý vị khán giả để biết. Em có thể lột áo lột quần của em tại đây. Mày điên hả? Tao tự tin mà, để thôi tao. Trời ơi, mình phải làm những cú sốc vậy khán giả mới biết tới, người ta mới để ý tới mẹ tao. Em tự tin như ngoại hình nè, em có thể là làm lố nè, mặc đồ màu sắc nè, đánh son đánh phấn nè, mặc dù em là đàn ông. Tào lao quá đi. Để tao thể hiện cho. Đó, nè quý vị khán giả. Đây là mã số 01 của tụi con. Đó, không cần phải bình chọn đâu, không thích. Tới đây là chỉ để mọi người biết mà thôi. Đúng rồi, tiền tụi tôi không thiếu, tụi tôi chỉ thiếu danh dự thôi. Nếu tiền tụi tôi đã đi làm rồi, không phải đi thi. Trời ơi, tụi bay điên hết rồi. Tới đây gặp tao giám khảo để chửi mà giám khảo chơi vậy thôi, được không? Đó, đó là sự tự tin. Kiểu là lại có hợp kính. Hả? Cái gì? Bây giờ tụi mình hát đi chứ không thôi bị đuổi ra bây giờ đó. Hát hả? Ừ hát đi. Thôi yêu tụi em ơi, trễ giờ rồi. Tụi em được hát không? Tụi em có quyền hát không? Tụi em có quyền hát không? Hát nè chú. Hát không? Cho tụi con hát nha. Rồi hát đi. Bây giờ hỏi tên nhóm đi. Sao chú không hỏi tên nhóm tụi con? Giới thiệu rồi mà. Ủa? Chưa giới thiệu mà. Tên nhóm đi. Dạ thưa chú. Rồi nhóm tên gì? Nhóm tụi con tên là Xì Xú Đáp. Là gì? Dạ nhóm tụi con tên là Xì Xú Đáp. Là gì? Dạ, tự hiểu đi, đừng hỏi lại. Đọc ngược lại là hiểu rồi ha. Dạ. Khỏi hỏi ha. Dạ, bây giờ tụi con xin hát một bài hát. Bên này, mày bên này. Phong cách của tụi con là a cappella and more. Saxophone, acoustic. Acoustic. Hát đi. Rồi rốt cuộc tụi em solo cùng bolero. Dạ. Bây giờ bài hát gì? Hát nhóm đi, hát tên của nhóm luôn á. Bài hát được mang tên Xì Xú Đám. Yeah, vỗ tay.
Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Giê-xu đang Cắt. À, ổng giơ tay ổng đầu hàng luôn rồi. Trời ơi, tụi em ơi, ở đây là cái cuộc thi, tới đây mình thi tài năng chứ không phải mình vô đây mình siết khỉ. Anh đây cái chữ tự tin thì tụi em tự tin giờ đúng không anh? Anh đủ tự tin để làm như vậy chứ giống như tụi em không? Tụi em hiểu sai rồi. Sao anh? Sai, tự tin tức là trước đám đông tụi em tự tin là một cái điều gì đó nó đẹp, nó hay chứ. Ủa, không phải là bây giờ có ai dám làm như tụi em không? Tự tin là chùm luôn nè. Anh là ban giám khảo mà tụi thấy anh không có tự tin. Anh rụt rè, anh mặc đồ xấu hơn tụi tôi. Anh nghĩ sao anh làm ban giám khảo, anh chấm tụi tôi. Ban giám khảo là phải mặc đồ đẹp, đồ ấn tượng. Ban giám khảo mà mặc đồ tím than. Trời ơi, tự nhiên dắt màn nhện chi vậy ông? Ban giám khảo thì làm gì đổ mồ hôi hơn tụi tôi vậy? Người đổ mồ hôi đấy là tụi tôi mới đúng nè. Ủa mấy bà nè, không có tự tin làm sao đi chấm mấy người tự tin vậy? Ban giám khảo gì đâu mặc đồ xấu quắc, mặc đồ quê mùa, mặc đồ gì tối thui tôi lùi. Ban giám khảo đâu mặc đồ tím than. Ủa này là gì vậy? Tôi nhùi gì vậy? Tự nhiên dắt màn nhợ lên người làm gì vậy? Trời ơi, nè Sita ta phải dày nè. Trời ơi, ban cái chữ, cái chữ ban giám khảo còn ghi sai chính tả nữa. An A-N-A-N-G, người ta là A-N-A-N mới đúng luôn các bạn. Chữ khảo người ta dấu ngã là để dấu hở. Xin lỗi nha, chữ giám là chữ giờ chứ không phải chữ gì đâu nè. Quý vị khán giả muốn nghe ban nhà hát nữa không? Nói chung là đừng có bình chọn nhóm này nha. Bình không chọn là nha, bị quýnh. Các bạn hãy dậy trên lầu ơi. Thôi, tôi yêu cầu mấy em ra khỏi phòng thi ngay lập tức. Trời ơi, giám khảo làm gì căng vậy? Đuổi thí sinh ra giờ rồi. Nè, tôi nói cho nghe, giám khảo có thể chửi tụi tôi, có thể đuổi tụi tôi, nhưng chỉ cần khán giả bình chọn cho tụi tôi thì nhóm xì xú đám sẽ trở thành quán quân cuộc thi Chiếc Ôi Tự Tin. Yeah. Chụp hình với kỷ niệm nào mấy bạn ơi. Trời đất ơi. Trời ơi mấy con ơi. Ê, mày thi cái chương trình gì vậy? Cái chương trình gì mà nghĩ làm sao mà đi thi vậy hả? Tao nhục muốn chết đây nè. Bà con hàng xóm coi tao chửi quá trời chửi luôn hả? Quá trời nhiều chương trình tại sao không có thi? Hả con? Trời ơi. Con ơi, người ta chửi má quá trời luôn á. Má coi má cũng nhục luôn á. Má không ngờ là tụi con đi thi những cái chương trình như vậy. Chíp ơi, tự tin. Tự tin quá nhìn đó nè. Đúng là chíp ơi tự tin, mày là tự tin nhất á. Rồi. Người ta chửi dữ lắm hả má? Má biết dữ không? Mà má nghe đầy cái lỗ tai luôn rồi. Đội tụi con là nhiều nhất luôn hả má? Cái gì nữa, má còn chửi nữa mà. Má coi mà má chửi luôn á. Má, cho con hỏi một câu tế nhị. Cả xóm chửi luôn hả má? Có thêm một xóm nữa nó cũng chửi á. Trời ơi, chửi hai xóm luôn trời. Tức là chửi riêng nhóm của tụi con thôi hả bác? Chứ gì nữa. Nhưng mà có trừ ai không chửi không má? Chửi đều hết á. Mày đúng rầy. Đúng giờ. Yeah! Bây giờ tụi mình bị chửi nhiều nhất rồi. Thế nào tụi mình cũng có giải rồi tụi bay. Yes. 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 Ok. Yeah. Yes. Ai da, ai da. Cái gì đau vậy? Dạ. Con điên hả? Má ơi má. Cái gì vậy? Má
má mày ganh tị với sự nổi tiếng của mày. Cái gì vậy? Má! Nếu mà tụi con nổi tiếng mà trong cái sự mà sạch sẽ đó, đẹp đẽ đó, má còn nở mặt nở mày. Ta còn hãnh diện tôi gánh cái quan chè mà tao nói tao. Trời ơi tôi, bà Tư bán chè, má của con mua lì cũng được. Ba cái trò đó hãnh diện lắm sao? Trời ơi, bác ơi, bác không biết cái bây giờ chương trình gì mà người ta càng chửi mà tụi bác càng thích. Bác không có biết rồi, chương trình mà người ta càng chửi là chương trình nó càng thành công và nhóm tụi con càng nổi tiếng, càng có nhiều lượt like. Đúng rồi. Bác thấy không, cả chương trình khán giả con, khán giả có chửi nhóm nào không? Chỉ có nhóm con được chửi thôi. Là điều gây sự chú ý đó má. Má không thấy hả, ban giám khảo người ta góp ý tụi con chửi là xa xả sao má? Trời ơi trời, tụi bay gan quá. Người ta là ban giám khảo, người ta góp ý cho tốt hơn. Mình nghĩ làm sao mà chửi, nhất là cái thằng này nè. Trời ơi, nó còn dạch bụng quá, nó đưa cái bụng vô ban giám khảo nữa. Trời ơi, con thiệt á, tụi này không cản cản là con lột hết đồ ra luôn. Làm vậy mới nổi tiếng. Mày tự tin quá ha. Trời ơi, ban giám khảo người ta mặc đẹp vậy đó. Mày nghĩ làm sao cái thằng quỷ này nè. Trời ơi, nó ngồi nó bình phẩm bộ đồ của người ta rồi cười hô hô ha ha nữa. Như vậy mới gây sự chú ý. Đúng không má? Cái câu nói của con là hả, lượt coi là cao nhất luôn. Đúng không? Mà cao nhất là có tiền, có tiền. Má, tự má đuổi đánh bạn con vậy má. Má kỳ quá à. Má không biết đâu hả, bây giờ hả, nhiều người ta càng được chửi là càng thích đó, giống như tụi con vậy nè. Ê, tụi bay, tính ra về tụi mình không có uổng công bỏ học cả tháng nay đầu tư hả? Ừ. Tụi mình chuẩn bị học fan đi. Nghỉ đi, hát cho người ta chửi tiếp. Ôi, nói cái gì? Nói lại má nghe. Dạ, nó nói là nó bỏ học một tháng rồi, nhưng thực sự nó bỏ học 3 tháng rồi bác. Trời! Trời ơi! Trời ơi! Cái hình ảnh quen thuộc lắm. Đừng! Trời ơi, mơ ơi, con ơi! Má thức khuya, má dậy sớm, má đãi đậu, má nấu chè, má đi bán từng gánh một. Má nuôi con ăn học. Ngay cả cái chuyện điện thoại con thích, má cũng phải cắn răng má mua. Một ngày má góp bao nhiêu là tiền cho người ta, má vẫn chưa trả hết mà con! Tại sao con bỏ học vậy? Rồi con đi thi những cái chương trình như thế này hả con? Tuổi trẻ bây giờ nó lệch lạc hết rồi sao? Ông ơi, ông nhích cái chân cho con lao cái chỗ này một cái ông. Ê, cái gì vậy? Sao tự nhiên là con làm cái gì vậy? Con lao á. Cái chỗ này nó rộng lắm, ông đó ngồi cho con lao với nha. Nè. Dạ. Ông nói cho con biết nha. Con vi phạm trầm trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc rồi chưa? Có gì ghê vậy ông? Nãy giờ con đâu làm gì đâu ông? Con đang xen vô đời tư của ông đó. Không có, nãy con liếc sơ cái chứ con chưa có thấy gì trong đó hết trơn á ông. Chưa thấy gì hết phải không? Dạ chưa. Như vậy thì con được. Cái dạ. Chuyện này chuyện riêng tư của ông. Ông không thể nào mà cho phép con tham gia vô đây được. Nhưng mà có chuyện gì mà ông vui, ông ngồi ông cười hoài không? Để giờ con để ý ông nha, ông ngồi ông cười hoài luôn á. Ông có quen một người. Ai không? Chị ạ? Người nào vậy ông? Thôi, đừng nhiều chuyện, nhiều chị. Xe ra. Dạ. Đứng đó. Ha. Để cầm cái cây đó lên. Dạ. Cầm cái cây đó lên. À, rồi, cầm cái cây ha. Dạ. À, đây có cái xô. Đây. Cầm cái xô đó, xách lên coi. Ồ. Đi qua phòng bên kia, lau dọn sạch sẽ cái phòng giải trí giùm tôi. Đừng có ở đây nhiều chuyện nữa. Ale, hấp. Dạ. Bực mình mà. Như nhà, như nhảnh. Tối ngày xen vô chuyện người khác. Có trả lời. Anh tính tặng quà gì cho em? Được. Anh sẽ tặng cho em một hũ chao. Có trả lời. Tại sao anh cứ rủ em qua nhà anh chơi hoài vậy hả? Trả lời.
anh rủ em qua nhà chơi vì muốn giới thiệu em với tổ tiên anh. À, có trả lời. Thôi, em không chịu đâu, không chịu đâu. Kỳ quá, mới quen mà, kỳ quá à. Nũng nhẽo hả ta? Em hãy cố gắng sắp xếp thời gian, chúng ta sẽ gặp nhau và có những điều bất ngờ. Có trả lời. Nhưng mà qua nhà anh em sợ gặp người lạ, em ngại lắm luôn á. Mắc cỡ. Em đừng lo, cha mẹ anh chết lâu lắm rồi. Nếu có chuyện gì tiến xa hơn thì em cũng không bị làm dâu đâu. À, có trả lời. Nhưng mà em sợ nhà anh có ai nhiều chuyện lắm nên nói em tùm lum hết là em buồn. Đúng rồi, cô ấy sợ cũng đúng. Nhà anh không có ai nhiều chuyện hết, ngoài con nhỏ, cháu hay làm công chuyện như lao nhà. Âu, sao tự nhiên ông nói xấu con với người lạ vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, hồi nãy giờ con ở sao? Con thủ thủy thù thì con nói thế lời của bà bên đây hả? Ê, con xem hết những cái chuyện của ông rồi hả? Thì bây giờ con lỡ cái con lỡ cái tự nhiên không hiểu sao dạng như con bị cái gì á ông ơi, con đi qua con định dọn dẹp mà dạng như con bị hút á, con bị thôi miên á, cái con không thể nào mà rời được cái đó luôn á ông. Làm gì vậy? Xem vô đời tư của ông hả? Tìm hiểu chi vậy? Ông về. Ông đừng có giấu con nữa, con biết hết rồi. Ông có bồn. Đúng. Ôi. Ông mới quen một người phụ nữ rất là đẹp. Cô ấy đã làm cho ông cảm giác sống có ý nghĩa hơn trong lúc tuổi xế chiều. Đó, thấy chưa? Ôi. Cô thấy bà mặc đồ bơi đi bên hồ bơi đẹp không? Trời ơi, sao nhìn cổ đẹp dữ vậy ông? Chị cổ, nè. Con kêu ông bằng ông, mà con kêu người yêu vợ tương lai của ông bằng cổ hả? À, dạ không phải, tại vì nhìn bà trẻ đẹp lắm luôn á ông ơi. Con xứng với anh không? Xứng chứ, thiệt luôn á. Hai người dạng như là tiên đồng ngọc nữ luôn á ông. Dạ, dạ, con chụp thiệt. Hình ông đi, con chụp dạ. Hình ông rồi con gắn vô, hai người đứng kế bên được không? Hả? Chụp hình ông, con gắn vô trong đó, hai người đứng kế bên. Không ông, con nghĩ tại vì cổ chụp đẹp như vậy á. Á lộn, bà lớn tuổi mà bà chụp đẹp như vậy là tại vì bảo đảm bà có dùng phần mềm. Phần mềm gì? Phần mềm 360 độ. Là sao là, ông, là sao? Ý con là cái phần mềm này nó hay lắm không? Ừ. Coi như là cái mặt của ông nha. Ừ. Nó nhăn đúng không ông? Ừ. Nó nhăn nếp nhăn á, tuổi tác đúng không? Ừ. Coi như là nó sẽ xoay ông. Ừ. Dạng như xoay ông 360 độ nha, xoay đúng 360 độ. Mặt ông láng on. Ông hết nhăn mặt chưa? Chưa. Nhưng mà không sao. Còn cái tóc nữa, nó làm được cái mình cái tóc luôn không? Tóc ông. Dạ, cái tóc ông màu bạc phải không? Ừ. Coi như nó sẽ xoay 360 độ mặt ngược lại. Dạ, phải ngược lại. Ngược lại là coi như đen thui. Ông đen tóc chưa? Không, cái này phải làm trong máy không? Vậy mà cứ tưởng là nãy giờ con làm để ông trẻ, ông xứng với bà ấy. Không, nhưng mà bây giờ con chụp hình cho ông. Ồ, chụp đi. Dạ rồi, con ghép vô đây là con chỉnh một cái là tươi xanh luôn không? Dạ, dạ. Rồi, 1, 2, 3. Ê, đây, ông nhào tới cái ghế nha. Táo bạo không? Thêm mấy kiểu nữa. Được rồi, con sẽ đăng cái tấm hình này của ông nha. Lên Facebook còn ghi cái status là thú dữ sủng chuồng. Là ông muốn sinh vật lạ. Ông muốn cái status đó, nó độc đáo không ông? Không, ông chỉ muốn là con đặt cái status là hoàng tử đã tái xuất giang hồ. À dạ rồi. Ông đưa đây cho làm vậy, dạ. Nhưng mà ông có tin trả lời, có tin trả lời. Ừ? Cho con coi.
đi làm việc, đi làm việc đi. Ông chuẩn bị ở giây phút ông hạnh phúc nhất trong cái căn nhà này rồi. Ê, dạ chào cậu mới về. Cậu em chào chị mới qua chơi. Chị chào em. Dạ. Rồi bây giờ em nói đi. Rồi bây giờ sao? Em muốn cái gì? Ô, anh muốn cái gì mới đúng á chứ. Tự nhiên em bỏ anh đi xăm xăm mà có chuyện gì thì anh phải nói rõ ràng đó chứ. Anh không ngờ em thay lòng đổi dạ như vậy. Ô, em làm cái gì mà em thay lòng đổi dạ? Em ngoại tình trên Facebook. Anh nói đi. Tôi ngoại tình trên Facebook, tôi ngoại tình cái gì? Tại sao người ta gửi tin nhắn cho em mà em dám vô em xem? Anh gửi ra thấy chữ đã xem. Ủa nhưng mà cái đó là Facebook của em có quyền vô xem chứ. Ủa mắc cười không, tin nhắn của một người lạ, của một người con trai em không hề quen biết, người ta nhắn tin cho em xem làm sao? Em vô em xem chứ em đâu có trả lời đâu. Ha, em trả lời là sao em biết được? Ủa làm em sao? Trả lời xong, nhiều khi em bấm không ai, dạ em cũng vậy, em bấm xóa hả? Người ta nhắn cho em cái đó là chỉ có một chiều thôi, em không hề trả lời lại mà anh lại ghen tức lên là vậy là sao? À, hả? Đúng rồi cậu, nhiều khi cậu mù quáng á. Mù quáng cái gì? Cậu không có hiểu rõ vấn đề. Mày biết cái gì mày nói? Dạ. Sao? Sao cái gì? Anh thất vọng về em lắm. Em có biết thành phần Facebook và những người coi như là xấu xa không không? Những người đó ăn không ngồi rồi người ta lợi dụng em. Người ta thấy em đẹp người ta vô nhắn tin cho em hiểu không? Ủa anh nói chuyện gì mà anh nghe được đó hả? Em chơi Facebook. Đúng, em có chơi Facebook không? Em có Facebook luôn á. Nó có Facebook, anh có Facebook không? Có tất không? Tất nhiên là có. Ừ, đó, anh cũng có Facebook. Tất cả tụi mình, ba đứa mình đều chơi Facebook. Chẳng dạ. Lẽ ba đứa mình cũng là người xấu hả? Nhưng mà tụi mình khác. Tụi mình là khác, còn bọn họ là khác. Làm sao mà đánh đồng như vậy được? Đúng không? Là, cậu, nãy giờ là con rất là nhịn cậu. Thật sự á cậu, tại sao lúc nào con cũng nghĩ ở trên Facebook á toàn là người xấu không vậy cậu? Chứ sao? Con người mình nha là có người tốt, người xấu, ngoài đời cũng vậy, xã hội cũng vậy, trên mạng, trên Facebook cũng vậy, không phải là ai cũng là người xấu đâu nha cậu. Đúng vậy. Thiệt luôn á, con nói thiệt cái cậu biết nha cậu. Coi như là bữa nay là ông của mình á quen người yêu trên Facebook là người tốt nha. Út qua đây. Thiệt có nãy giờ con cũng nhịn, con nhịn con không nói cậu luôn á. Cô nói cái gì? Ông quen một người lạ ở trên Facebook hả? Người tốt nha, mà đẹp luôn á, con nói với cậu nha, thiệt á. Ánh mắt mơ hồ luôn. Con nói là con chưa bao giờ mà thấy ai mà có thể mà đẹp như vậy. Bằng tuổi với ông, thật sự bằng tuổi với ông, nhưng mà rất là đẹp. Con không biết là có phải chỉnh phần mềm không, nhưng mà cặp mắt to lắm cậu. Hai cái má coi như là dễ thương, cười phúng phính, cái miệng chấm chín. Còn răng đủ nha cậu, lớn tuổi nhưng còn đủ răng. Người ta là người tốt đàng hoàng. Qua đây. Đừng có nói như vậy, đừng tội nghiệp người ta lắm. Nhưng mà làm sao em biết là ông quen bạn gái trên Facebook vậy? Trời, em đành lắm cô, thiệt ngồi xuống kể cho em nghe. Sao hôm coi như là hai người đó quen nhau là trong lòng bàn tay của em. Ủa vậy hả? Ông có chuyện gì cũng kể cho em nghe chứ bộ. Ồ, là em biết, nhưng mà tại sao hai người đó quen được nhau? Trời ơi, chắc rứt. Chắc nhớm luôn á. Em thấy chưa? Hồi đó anh thua em sao? Anh với em chỉ có hai người nhắn tin inbox nói chuyện với nhau thôi. Bây giờ là chơi bày đàn. Chơi một group 3-4 người. Chấp nhận được không? Ủa, em nghĩ thành phần như thế nào mới chơi chết group? Nhiều hơn luôn. 7-8 người thấy chưa? Dạ thiệt. Bày đàn. Mệt quá. Bây giờ anh nghĩ sao vậy? Facebook nó có chat riêng vậy, nó có chat nhóm. Nó tạo ra chat nhóm để làm gì? Để mình vô đó mình giao lưu, mình trao đổi với nhau. Thì biết đâu ba của anh vô đó giao lưu, giao đổi nhiều người thì thấy hợp một người, thì bây giờ rủ ra chat riêng. Đúng rồi cậu. Cái này cô đúng. Tao phản đối chuyện này. Cô tại sao phản đối? Chơi phải chung một đường kẻ trước người sau, lần thì vô tình hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gây đơn trăng dễ đâu làm quen. Đẹp quá ông ơi. Vậy ba, trời đất ơi, bữa nay ba ăn bận cái gì giống như xe lốc hôm vậy ba? Ba mình ở trên cái vùng cao mà mình lạnh mà mình mặc đồ lạnh chứ con. Dạ con chào ba. Ba nói cái gì? Chào con. Ba nói là dùng lạnh mặc đồ lạnh hả? Thời tiết này làm gì lạnh? Thế con đang mặc gì á? Áo lạnh. Nhưng mà con nói ba nghe nhà có nguyên một cái lò sưởi bự này. Nó đốt con trái cái nhà luôn, bận cái não. Ba đi đâu? Đi chơi, đi hẹn hò. Nảnh mày. Ba. Ba bên đây con nói ba nghe nè. Ba ngồi xuống đi. Ba ngồi xuống đi. Dạ ba ngồi đây. Ba, con nói thiệt với ba, con bé Út nói con nghe rồi. Cái chuyện mà ba có người bạn ở trên Facebook, con ủng hộ. Nhưng mà ở mức bạn bè thôi ba.
Còn bây giờ mà ba công khai mối quan hệ tình cảm thì con không chấp nhận được nha ba. Bình tĩnh lại. Ba làm ơn cắt bỏ giùm con đi. Bình cắt tĩnh gì? Cái mối quan hệ của ba đó. Với ai? Với bạn gái của ba. Cái người mà chat bầy đàn mà rút một lúc là 7-8 người đó ba. Ba nghĩ sao vậy? Tao đâu có chơi bầy đàn. Con Út nói nè. Dạ nhóm á. À, ông nói á, trong nguyên cái hội luôn, trong cái nhóm nguyên cái group luôn á. Dạ. Ông cái hội cái group là y võ dưỡng sinh, cái hội tập thể dục của ngoài công viên. Còn tao chơi Facebook á là tao chỉ chơi, tao chỉ ẹt có người à. Nhiều chuyện mà không biết gõ ngọn ngành gì hết á ba. Không. Bây giờ tại vì ba biết làm sao không, cái thành phần trên Facebook á là những người đó phức tạp không à ba. Ngoài bạn gái con với lại bé Út ra thì không có ai tốt hết đó ba. Bởi vậy ba làm ơn ba tránh xa mấy người đó giùm con nha ba. Nhiều khi họ thấy gia đình mình giàu có để họ biết ba là ba của con, họ vô đây họ lợi dụng cái gia đình mình, họ ăn cắp tài sản coi như là họ chiếm đoạt tài sản gia đình mình sao ba, đúng không ba? Ba cảm ơn con. Má con chết này lâu lắm rồi. Dạ. Ba không có ai bầu bạn, ba sinh tụi con ra cũng nhiều lắm mà tụi con đứa ở nơi hết rồi. Một ngày đẹp trời con nhìn thấy ba ở nhà một mình giống như con chó già, đưa cho ba cái Facebook, cái iPad, cái điện thoại, con kêu ba chơi, ba chơi, ba có bạn. Bây giờ con thôi, ba trả lại hết tất cả những thứ đó cho con. Ba không cần. Ba ơi, ba muốn có bạn có bè cũng được hết ba, nhưng mà con không muốn ba coi như là quen ai hết, ba hiểu không? Người ta lợi dụng ba, người ta là thành phần bất hảo, ba hiểu không? Sao mày biết người ta bất hảo? Con không nói nhiều nữa, nói tóm lại con không chấp nhận. Đi em. Anh... em là người tốt nhất mà anh từng biết á. Anh... đi nhanh lẹ lên. Anh kỹ con, kỹ con chứ. Con mạnh mẽ hơn chứ, những lúc này. Con xin lỗi ba, con xin lỗi ba. Con sẽ không làm người tốt, con sẽ bảo vệ cho ba. Ôi. Nè. Con xin lỗi ông, con không biết đâu, nãy con nói tùm bậy tùm bạ, con kể thiệt cho cậu, con không biết cậu giận đi, con bỏ đi. Con đuổi con đi hả ông? Ông ơi, con làm trong đây biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ ông đuổi con đi, con lỡ bị con nói chút xíu mà ông đuổi con đi. Tao không có đuổi mày, tao biểu mày đi qua phòng bên dọn dẹp đi. Dạ, con cảm ơn ông. Có ai trong nhà hôm làm ơn cho Thổi thăm chút xíu coi nè. Có. Dạ xin chào, cho tôi hỏi thăm người kia có phải là Lãng Tử Cao Nguyên không ạ? Đúng. Thiếu nữ sơn cước nèo. Lãng Tử Cao Nguyên. Nhìn ông ở ngoài hả? Già hơn trong hình nhiều nha. Tôi nhìn ở ngoài, tôi thấy bà xấu hơn ở trong hình đó nha. Đúng rồi, tôi nói là tôi không có mặt. Nè, tôi nói cho ông biết gì chưa? Tại sao tôi không ăn ảnh nhưng mà tôi gửi hình cho ông trên Facebook á là mặt thật của tôi không á? Tôi rất cảm ơn khi mà bà đã nhận cái hũ trao tôi tặng. Tôi rất cảm ơn là khi ông nhận tôi trái bầu. Bầu mà chấm trao là số 1. Chứ còn cái gì nữa? Mời bà ngồi. Mời ông ngồi. Bà uống trà nhé. Ồ, tại sao lại trà? Cho tôi một cốc rượu vang đi. À, nếu mà rượu vang không có sẵn thì thôi cho tôi lon bia đi. Nếu mà uống chất kích thích rượu và bia thì cũng tốt thôi. Nhưng mà ở cái không gian như thế này, không, tôi sẽ dành cho bà một cái không gian lãng mạn hơn. Mình ra một cái chỗ nào đó cho nó vui vẻ. Ai này 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 này, chúng ta chỉ mới là bạn với nhau thôi nha. Còn có những chuyện mà như mà nói chuyện vui vẻ lại này là đừng nghĩ tới nha. Trời đất ơi, thiếu nữ sơn cứ không thích đâu. Tôi biết, tôi cũng tôn trọng bà mà. Tôi muốn đi dạo cùng với bà ở thung lũng tình yêu. À, tôi thích đi đồi thông hai mộ hơn. Ở trên đó chỉ có hai cái mộ thôi, cũng giống như hai đứa mình vậy. Nữa vậy nha, hai cái đồi thông hai mộ đó nữa. Tôi không thích đồi thông hai mộ. Sao vậy? Nếu đồi lên đồi cù ngon hơn. Thôi là bây giờ đi. Trời cứ mùa này thì Đà Lạt cũng không lạnh lắm đâu. Mình đã hồi xuân hương, mình đạp dịch đi. Không, không đạp dịch. Chúng ta sẽ cưỡi ngựa. Không, tôi thích đạp dịch. Cưỡi ngựa. Đạp dịch. Cưỡi ngựa.
mà nè. Sao hai chúng ta tánh tình và cái chí hướng nó khác nhau quá thì làm sao làm bạn được? Yêu nhau thì người con gái và người con trai ít khi nào có điểm chung lắm. Họ phải có điểm riêng để làm chi? Để không giành lộn lẫn nhau. Ờ ha, chứ nếu mà hai người cùng chung một chí hướng với nhau á, trời ơi hạnh phúc quá cũng nhàm chán phải không? Ít ra là ông thích ăn cơm á thì tôi phải thích ăn phở, ông thích ăn hủ tiếu á thì tôi thích ăn mì. Ôi, nói chuyện với ông hả còn vui hơn nói chuyện trên Facebook nữa cơ. Bây giờ đi ra ngoài hồ Xuân Hương. Đúng rồi, ra hồ Xuân Hương mà chúng ta cưỡi ngựa. Là chúng ta xuống chúng ta đạp dịch. Ơi, đi. Gì vậy? Con người. Sao chúng ta là bạn nhau mà? Đâu? Dạ. Con trốn giúp tôi được không? Trốn đâu, trốn đâu? Trốn được không? Dạ con, tôi biết trốn đâu đâu. Bây giờ vậy nè ha. Sao? Bà chui vô trong cái lò sưởi bà trốn giùm tôi đi. Khoan. Hả? Ông tính quả thiêu bất chân cung hả? Thôi, không được. Có sao đâu. Bây giờ tôi với bà vô phòng ngủ đi. Nè, tôi với ông chị mới chỉ là bạn thôi nghe chưa? Còn cái chuyện mà ngủ là không có đâu nghe. Không, ý tôi nói là bây giờ bà phải lánh mặt một chút thôi, xíu. Thôi có gì đâu, không, bà phải lánh mặt chút xíu. Tôi không thể nào để cho bà nhìn thấy. Em nói nãy giờ mà anh vẫn không hiểu hả vô đây? Anh nói em rồi, bây giờ ba anh thay đổi quyết định mới chấp nhận. Thay đổi cái gì mà thay đổi? Dạ con chào. Thấy chưa? Có phải người đàng hoàng không? Mới quen biết mà ôm ấp nhau như vậy. Có đâu, không có, bình tĩnh lại nè. Anh bình tĩnh. Giải quyết anh đi ra đi. Nhưng mà cái gì? Không có nói nặng lời nha. Con chào ba. Anh. Em thấy chưa? Không dám nhìn mặt anh luôn mà. Già mà bà đặt tóc bạc luôn nữa ha. Cái gì? Nói gì mà cũng nói được nữa hả? Ai già mà tóc không bạc? Thì ngoài cái chuyện đó ra, coi kìa. Ba quen với người nước ngoài hả ba? Hả? Trời đất ơi, ba đứng tới vai bả làm sao mà ba quen được ba? Ba. Em thấy chưa? Đâu phải người đàng hoàng. Bài đặt băng bận như người nước ngoài á. Việt kiều hả? Dạo này có nhiều người giả bộ làm Việt kiều đi về đây lắm em à. Về đây lừa đảo. Có anh vạch mặt nè. Ôi, anh. Where you from? What? Where you from? I from Đà Lạt. Gì vậy? Thấy chưa? Đà Lạt là cái gì? Là Đà Lạt. Bả là người Đà Lạt. Là ở đây. Là ở đây nè. Con vạch mặt bà tiếp nè. Thôi. What's your name? My name Chu. Chu là hai đó. Oh yeah. Là bà hai ở Đà Lạt. Yeah yeah. Ở đường nào vậy? Hương Xu Hồ. Ở đâu? Hương Xu Hồ. Hương Xuân Hồ là Hồ Xuân Hương đó. Oh yeah. Oh yeah, đúng. Bà hai ở Đà Lạt, ngay đường Hồ Xuân Hương. Hai Đà Lạt. Cái đường đó đi qua đi lại hoài, biết em mấy lần. Ê. Ê anh ơi. Gì? Cái mái tóc này quen lắm nha. Quen dữ lắm nha. Anh ơi. Dạ. À dạ, cái bác gái gì ơi cho con nhìn. Ủa? Con má. Sao con ở đây? Sao má ở đây? Nhà của ai? Nhà của bạn trai con. Nhà của bạn trai má. Ủa bà. Bà là bạn trai của má bạn gái con hả? Đây là con trai của tôi ạ. Tại sao ông lại biểu tôi phải giấu tụi này vậy? Ủa bà ơi, vậy là hóa ra là ba quen. Chết rồi. Nói cho cố vô. Tôi cũng xin lỗi bà. Thật sự tụi nó không thích cái mối quan hệ của tôi với bà trên Facebook. Bà không có. Tại sao lại là không thích? Bà. Tại vì nó. Đấy đó cho con. Dạ con chào bà. Dạ thưa bà, tất cả mọi chuyện trong căn nhà này con đã biết hết. Ảnh á, cậu đây nè, con của ông nè, nói những người trên Facebook là người không đàng hoàng. Cho dù bề ngoài có sang cách mấy, có đẹp cách mấy, có nhà giàu có lộng lẫy cách mấy, cũng không đàng hoàng, không phải là người tốt, là đồ lợi dụng, ảnh đó cái thứ không tốt. Con biết hết luôn, cậu là con của ông mà con nói như vậy đó. Dạ thưa bác. Nè,
cậu nói là tôi quen với ba cậu trên Facebook là những người xấu phải không? Cậu nhìn lại đi, ba cậu có gì không mà để tôi quen tôi lợi dụng? Ủa, còn cậu con gái của tôi cũng quen nhau từ Facebook mà. Vậy sao cậu con gái tôi quen nhau được? Nè, nếu mà cậu nói là Facebook xấu gì, được rồi, cậu với con gái tôi xù đi, đừng có quen nữa. Còn tôi với ba của cậu cũng xù luôn. Còn ông đó, ông xóa cái nickname thiếu nữ sơn cước của tôi đi. Còn em xóa luôn cái tên cái nickname mà... Lãng tử cao nguyên đi. Xóa. Khoan má. Đừng có về mà má. Thật sự cái chuyện này cho con xin lỗi đi. Bác gái ơi, bác gái, con chỉ muốn nói bác gái một câu thôi. Cái lúc mà con biết cái câu chuyện này là con không hề biết cái người đó là bác gái. Dạ con xin lỗi bác gái. Bác gái bỏ qua cho ba con với con. Vậy là con hứa với bác gái là con sẽ bỏ ngay cái quan điểm này. Con không bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy đâu. Tại vì con lo cho ba con quá thôi mà. Bác gái ơi. Dạ đúng rồi đó bà. Bà tha lỗi cho cậu đi bà. Tại vì cậu còn trẻ, còn bồng bột, còn không biết suy nghĩ. Nha bà đừng có xóa ông đừng có xóa bà nha. Con xin lỗi. Tại cái miệng con là con cái miệng con nhiều chuyện nè. Con xin lỗi bà. Con xin lỗi ông bà đừng xóa nhau. Mà bây giờ Lãng tử cao nguyên và thiếu nữ sơn cước hãy cùng nhau để chế độ hẹn hò. Ê, mày tắt tả mày làm ơn mày đừng có xì được không? Ba đang suy nghĩ những án thơ, tự nhiên con làm vậy ba phân tâm sao ba làm thơ được? Bởi vì người bên văn, người bên võ không có hòa hợp được, xích ra ngoài kia. Tập làm ơn ém lại em tôi cái giùm cái đi. Bây giờ phải tập cho nhỏ đúng không? Nói nhỏ cho chị để mà tôi suy nghĩ thơ tôi ra cái để bán kiếm tiền đây nè. À, thằng bạn mới chỉ phương pháp mới để con tập phương pháp mới nè. Nó nói tập phương pháp này á là có lợi cho những bộ phận từ bên hông xuống hai bắp đùi. Ráng đi con, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Hôm nay trời đẹp quá, ngoài trời xanh màu lá, bắp tay con to quá, ôi con chuột chà bá, tôi muốn là á, ôi tài thơ hay quá. Ôi tài thơ có con chuột trong... Ủa, bà làm tặng cho con hả? Đặt cái đầu mày á. Trời ơi, tao đang làm thơ tự mày đưa mấy con chuột mày vô làm tao phân tâm tao nói bậy nói bạ không à. Bởi vì môn văn môn võ có hòa hợp với nhau. Thôi, mình tách ra đi. Vậy? Ê, ba hỏi nè. Gì vậy? Tại sao người ta tập tạ là hai cái tạ nó bằng nhau mà con bên lớn bên nhỏ làm sao vậy hả? Bởi vậy ba không biết cái tay này nó nhỏ hơn cái tay bên này thì tập tạ to hơn. À. Còn cái tay bên này to rồi tập cục tạ nhỏ. Trời ơi, tay thông minh chưa? Tay bị niễn hả con? Mà quên nữa, trời ơi, mặt mày sáng láng mà tay bị niễn. Đứng qua kia giùm tôi đi, đứng qua kia đi, đứng cho nó an toàn đi ha. Bên văn, bên võ cho rõ ràng phân biệt để mà tôi còn suy nghĩ án thơ là kiếm tiền để bả về bả la bây giờ đó. Giờ cơm đã tới. Cơm tới rồi bay. Quan văn, quan võ qua dùng sơn hào hải gì. Nào, mời cả gia đình chúng ta cùng nhau ẩm thực. Mệt quá. Ăn cơm thì nói là ăn cơm. Nói chi mấy cái từ cổ vậy? Tôi đâu phải là người thiên cổ. Mỗi lần mà ông nói từ cổ là tôi phải suy nghĩ cái từ đó là cái gì, ông có biết không? Tại vì tôi là bên văn, tôi dùng những cái từ ngữ phong phú của văn học á, cho nên là tôi quen rồi. Xin lỗi bà. Trời ơi, xin lỗi ông à. Xin lỗi ba má à. Tao xin lỗi mày. Mệt lắm nha, ngày nào cũng phải suy nghĩ nặng óc ra để tính toán chi tiêu trong gia đình như thế nào để hôm nay mình ăn cái gì cho nó hợp lý, để ngày mai mình còn tiền mà mình ăn tiếp, chứ đâu có rảnh rang như cha con ông, không bao giờ mà biết động não suy nghĩ coi liềm làm cách nào để đem tiền về lo cho gia đình, suốt ngày văn thơ, học võ. Thì văn thơ thì từ từ rồi mình cũng sẽ có tiền thôi bà. Mình cái nghiệp tôi là cái nghiệp thơ mà. Một cái nghiệp... Ủa đồ ăn này kỳ á. Nó cũng như bình thường mà ba. Ủa sao toàn là chất xơ mà không thấy chất đạm vậy? Ôi cũng như mọi hôm à. Rau muống luộc, rau thơm, và cuối cùng là cà chua cà tím. Má thử coi, con tập tạ mà má cho ăn toàn những thứ này không có protein gì hết. Nè má phân tích khoa học cho con nghe ha. Người ta kêu đói ăn rau, đau uống thuốc,
Mà thuốc là làm từ cây, từ cỏ, cho nên chúng ta ăn rau như thế này là rất tốt cho sức khỏe. Đúng, má con nói cũng đúng. Đó. Nhưng mà ngày nào cũng ăn rau đâu có chịu nổi. Nhưng mà phải ráng cho con ơi. Bởi vì sao? Đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Đó là định luật bảo toàn tính mạng đó con. Ba con nói cũng đúng đó con. Ta nói ngày nào cũng vậy, vật giá thì leo thang, cái gì nó cũng lên hết trơn. Mà ông suốt ngày ông cứ ngộn thơ thẩn đi. Tôi hỏi ông, cái thơ của ông nó phọt ra được tiền không? Hả? Chừng nào mà nó phọt ra được tiền thì tôi đâu có nói làm cái gì. Tôi đâu có cãi bà lời nào đâu. Bởi vì sống, tôi sống là để ăn. Còn thằng này là ăn là để sống đây nè. Cái gì mà ăn là để sống? Để mày tập tạ, mày có hình hài đẹp, mày có cái bá đì nó đẹp. Con chuột mày nó còn là con lông chuột mày giờ nó bị chai rồi, ăn cái này nó sao nó lên cơ được. Cái đó người ta gọi là bo đì chứ bá đì gì. Thì mày bo đì là bự thì bự, đẹp đẹp là bo đì. Còn mày cái con chuột mày chút xíu gọi là bá đì. Bá đì là cái bự chà bá đó. Không, bá đì là cái bá, là cái bo đì giống như hà bá. Thôi tao ăn cơm đi. Mình ơi, ẩm thực chung với chồng nhé. Có điện thoại kìa bà. Tao có điếc. Ăn đi con. Em nghe nè. Khỏe không? Đang... gì? Trời ơi, đang rầu quá à. Vụ gì? Vụ đó chứ còn vụ gì nữa. Thấy chưa? Em đã nói chị là phải mua dự trữ đi mà chị không chịu. Rồi bây giờ làm sao rồi? Ai mà cũng biết đâu. Cứ nghe mấy ông nói là sẽ bình ổn giá cả. Vậy mà... ôi giờ phải sao bây giờ? Thì bây giờ đưa má vô bệnh viện chứ làm sao? Ê mà nó nghe nè, nghe nói là tiền bệnh viện là đang lên nữa đó. Trời ơi, đừng có nói chữ lên nữa được không? Má đang vậy không lo, nó lên tiền hoài. Rồi thôi em biết rồi, bây giờ chị đưa má vô bệnh viện đi nha, nha. Cố gắng lên nha. Không có được nói chữ lên. Chị cố gắng lên nha. Ừ, rồi, rồi vậy nha. Trời ơi, tôi khổ quá mà, rầu hết sức rầu. Chuyện gì vậy hả vợ? Gì má? Mình nói cho nghe coi. Cái gì cũng lên hết. Má tôi bị lên tăng xong. Trời ơi, mà tiếc tiền. Uống thuốc thì cứ nhín lại. Bây giờ nhập viện rồi. Má sao rồi chị? Má nhập viện rồi. Trời ơi, nhập viện là tốn tiền, đóng tiền viện phí nữa nè. Trời ơi, sao qua nhà ngõ em này lúc nào cũng nghe cái chữ lên. Em ơi, vật giá bây giờ lên thiệt, cái gì cũng tăng. Nhưng mà mình đừng có căng thẳng quá, em nhìn em đi. Trời ơi, em lo riết rồi nè, nó già hơn tôi. Nè, có chị nè, thảnh thơi không? Ủa, cái gì đến nó sẽ đến. Cứ vô tư đi, cứ thả ra đi, nó sẽ trẻ, hiểu không? Đừng có căng thẳng quá, thôi giờ đóng tiền nhập viện của má nữa nè. Hả? Tiền nữa hả? Tiền. Trời chị, ơi. Chị, em nói chị nghe. Em lo chồng, lo con. Chị chưa có gia đình. Thôi không ấy, này chị bao đi. Đâu có. Ủa, mẹ là mẹ chung mà. Mẹ đẻ ra hết mà, mỗi người phải nửa chứ. Thôi giờ dị tình chị em đi. Mình chia đi 6-4 nha. 6-4? Ừ. Chị 6 em 4 hả? À không, là chị nè, chị 4, em 6. Trời ơi, sao kỳ vậy? Em đã căng thẳng rồi, cho căng thẳng luôn đi em nha. Em bây giờ em có 4, em cũng căng thẳng nữa. Em lúc nào cũng căng thẳng về tiền bạc. Cực quá à, già cỏi quá à. Thôi giờ tính đi, mẹ là mẹ chung, phải góp nha không? Thôi chơi à. Ừ. Em khổ lắm chị. Em nói thiệt á, em đâu muốn em già nuôi vậy đâu. Nhưng mà em hỏi chị chứ, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng phải nặng óc ra suy nghĩ, tính toán chi tiêu ở trong nhà, coi nó là cái gì. Đâu còn thời gian nào nữa đâu mà chăm sóc cho em. Có chồng làm cái gì mà vô dụng quá vậy? Vô tâm lắm chị ơi, chồng con em vô tâm lắm. Tôi có tâm. Tâm sao lo tiếp vợ? Kể từ hôm nay tôi có tâm. Tôi đi bán thơ. Mà tưởng bán thân chứ. Quỷ nó mua tôi hả chị? Bán thơ kiếm tiền lo cho vợ tôi. Ai mua thơ tôi bán thơ cho. Em vô phước ghê nha. Chẳng lấy tiền đâu, chỉ tặng chú. Cái gì vậy? Rồi luôn. Quên. Không, ý tôi muốn nói gì nè, là những người nào thân cận lắm tôi mới tặng. Chứ thơ tôi làm ra, cái bài thơ đầu tiên tôi bán giá bình thường. Bài thơ thứ hai bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ ba bán giá cao hơn chút. Bài thơ thứ tư cao hơn nữa. Chị mua tờ thứ tư đi chị. Mua đem về thờ ha. Dạ. Thơ mà bán được bao nhiêu tiền, không biết mua được cái gạo không. Vậy thực tế chút xíu đi, Dượng ơi. Bây giờ làm sao bây giờ? Con có cách rồi nè.
cách gì vậy con? Mọi người xem đi. Cách này hay đó. Trời ơi, mô hình này lạ quá, mô hình này lạ quá. Vô siêu thị mua đồ phải nghe nhạc. Mô hình này lạ quá. Nhạc hay quá con ơi, nhạc hay quá. Nhạc hay quá con ơi. Ba má thấy con giỏi không? Hả? Ba má thấy con giỏi không? Con nói làm sao? Trời, ba nói lớn không? Ba thấy con giỏi không? Giỏi, con giỏi em. Nói gì vậy? Ủa nói nghe nè, ba má con bị điếc hồi nào vậy? Cái gì? Gì? Bị điếc hả? Hả? Bị điếc hả? Không, không có điếc. Không điếc. Ôi trời, thôi mở anh đi. Ủa sao vậy? Trời sao nghe đảo vậy? Đó. Đảo quá. Đảo quá. Quên nữa, đeo cái phone này vô nói giọng lớn lắm. Ủa chết cha, vậy là nãy giờ tôi nói lớn như lắm rồi. Tụi bà nói lớn mà không kiểm soát được cái giọng nói của mình. Trời trời chết. Hay quá à. Nhạc hay quá. Ủa con ơi. Dạ. À trước hết chúc mừng con nha. Dạ. Trời ơi, hai vợ chồng giỏi quá, có đứa con tài ghê luôn. Ba má hãnh diện vì con lắm. Đúng là cây con cành, cành con trái, trái con hột mà hột xoàn. Trời ơi, giờ tôi tuổi quá à. Biết vậy tôi lấy chồng đi. Giờ tôi cũng có con ngang ngửa này rồi. À con ơi. Dạ. À hôm nay siêu thị con mới mở. Dạ. Giảm giá hả? Dạ, con giảm giá hết tất cả các bạn hàng ở đây. Trời ơi, dì thích nhất là cái giảm giá đó nha. Giảm giá là dì mua hết. Mua mở hàng đúng, đúng, đúng rồi đó chị. Mua ủng hộ. Vậy luôn hả dì? Mua sạch luôn, mua hết luôn á. Vậy nè, alo, hả? Hột xoàn giảm giá hả? Qua mua hột xoàn trước nha, quay lại sau. Ủa, chị, chị. Xíu gì quay lại liền, quay lại liền. Chị. Chị em có duyên ha. Nhờ có duyên về đến giờ thì chưa có chồng đó em. Đó, trời ơi. Nhưng mà ba hãnh diện về con, mẹ cũng hãnh diện về con lắm. Con nghĩ ra cái chiêu thức mà mở siêu thị như thế này nè, rồi bán giảm giá nè, rồi mỗi người vô siêu thị mua phải nghe nhạc nè, không đụng hàng nên là siêu thị mình sẽ đông, mình sẽ càng giàu to, mình an hưởng tuổi già. Đúng rồi anh. Bởi vậy bây giờ em đâu có phải mà suy nghĩ về cái chuyện cơm áo gạo tiền mỗi đúng, ngày nữa. Đúng, bà thay đổi hoàn toàn rồi đó. Đẹp tôi hẳn cũng ra rồi. Đúng rồi, đẹp hẳn ra rồi. Tôi cũng không cần phải nghĩ những án thơ con cóc để mà bán thơ bán đồ đúng nữa. Đúng rồi, anh bây giờ nhiệm vụ của mình mỗi ngày chỉ là ăn rồi đi shopping, ăn rồi đi shopping đúng không? Đúng rồi, nhờ con đó. Thì bây giờ mình đi shopping đi. Đúng rồi, hôm nay ba với má cuối tuần nè, ba với má đi mua sắm, đi mua sắm. Con ở nhà con mua bán cái đất nha. Dạ, con dạ. Hy vọng ở nơi con nhiều lắm đấy dạ. Con nha. Bà bán đi vui vẻ nha. Nhớ chiều khách hàng nha con, khách hàng là thượng đế nha. Dạ, con biết rồi. Con mình nó biết mà bà lo cái gì cho biết nữa. Trời ơi, công nhận già mình may mắn thiệt các bà. Xin chào quý khách, welcome cửa hàng của chúng tôi. Dạ, quý khách. Quý khách tới cửa hàng của chúng tôi là một sự lựa chọn sáng suốt trong cái thời buổi tăng giá như hiện nay. Với lại, ở cửa hàng của chúng tôi chỉ có giảm chứ không bao giờ lên. Dạ. Mà trước khi mua sắm, thưa quý khách hãy đeo cái headphone này vào. Ủa? Dạ. Cái này là cái gì? Headphone đeo chi? Nghe nhạc để không bao giờ để ý tới giá cả của mặt hàng. Trời đất ơi, sao ngộ vậy? Cái này là quy định rồi, không đeo là không bán hàng à. À vậy hả? Ừ, thì thôi đeo vô thôi. Dạ mà khó quá. Dạ. Xong rồi thưa quý khách. Đâu cho coi này. Biểu tính tiền à, cửa hàng của chúng tôi sẽ tới cuối tháng sẽ gửi cái bill về cho quý khách. Trời, trời ơi. Vậy rồi tới chuyện đó rồi tôi xài hết rồi. Lỡ đưa ra rồi nói giá trên trời sao tôi biết. Bây giờ quý khách tính tiền luôn bây giờ. Lấy bill luôn. Đúng rồi này. Đây thưa quý khách. Đưa bill coi. Cái gì? Hả? Hả? Cái gì vậy? Nước mắm 30.000 chai. Ờ, thì đây 15.000 nửa chai. Thì 30.000 đúng một chai gì nữa. Trời ơi, chiếc giấy là quả là sốc. Còn thanh long 8.000 chai. Ở đây đề có 2.000. 2.000 là 1/4 trái. Trời ơi. Trời ơi. Giá sốc mà. Ờ, dưa hấu đây để 36.000. Để đó có 3.000 đồng ký. Đây nè, 3.000 1/4 kg. Trời ơi, sốc thiệt. Trời ơi. Còn nước chai để là 15.000 chai. Còn lần đó giảm giá 30. Chai nước gì dữ trời. Đây nè,
cái chai nước á, giá gốc của nó là 30 ngàn, tôi giảm 50%, thì còn 15 ngày, đúng còn gì nữa. Trời đất ơi, trời Phật ơi, cái nước này là tôi uống hàng ngày, một chai tôi mua có 10 ngàn đồng bạc à, mà bây giờ nó giảm giá vậy mà còn bán 15 ngàn chai là sao? Rồi mua rồi không có bán thiếu, không trả lại đâu nha, mua rồi đó. Rồi bây giờ tính tiền luôn đi. Trả tiền gì? Còn cái này á. Cái gì nữa? Giải nè, cái giải để 5 ngàn mà lại tới 50 ngàn là sao? Ngoại ơi ngoại, con lại ngoại, ngoại nhìn kỹ đi, 5.100 gram. Trời ơi, tôi sốc thiệt, tôi sốc thiệt, ê, tôi sốc thiệt, tôi sốc thiệt. Rồi quý khách, go, go, go. Đi mà không mua được cái gì hết trơn á, trời á. Quý khách ơi, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên bả mua sắm xong bả tính tiền cái bả xỉu à. Trời ơi, trời ơi, đỡ người ta vậy. Bác ơi, bác ơi, bác sao vậy? Cái gì vậy con, mua bán sao để khách xỉu trong nhà mình vậy hả? Trong siêu thị đâu có được con. Trời ơi, đâu có biết đâu. Mở 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 ra cho nó thoáng, ngập thở, ngập thở. Trời ơi, má. Má, ủa? Ủa? Má em. Trời ơi, má. Ngoại. Má ơi, má. Trời ơi, con làm gì sao ngoại xỉu vậy con? Con đâu có biết đâu. Má sao vậy má? Con mua bán sao vậy hả? Má có sao không má? Ủa, cái gì mà? Má, má, má xỉu, má xỉu hả? Ủa mà sao má ở đây? Đúng rồi, sao má ở đây vậy? Thì vậy, tao đương bệnh, đương nằm bệnh viện. Mà nghe cháu tao nó mở cửa hàng, thôi cũng mừng cho nó. Cho nên đi ra đây coi có nó làm sao. Trời đất ơi, giá sốc, tao sốc thiệt, tao xỉu đó. Trời đất ơi, tôi buôn bán giá niêm yết đàng hoàng mà sốc cái gì hả má? Đàng giá... hoàng cái gì? Mày đọc cho kỹ lại đi. Thanh long 2.000 đồng 1/4 trái. Gì con bạc thì con ghi tặng 1/4 trái đi, 1 trái gì 8.000 một trái, sao 1/4 trái 2.000 là sao hả con? Nó viết vậy cho người ta tưởng rẻ. Nè nước mắm 15.000 nửa chai. Ba má cô gì biết rồi đó. Tại vì thời buổi kinh tế như bây giờ mình phải dụ khách bằng những cái chiêu trò này chứ. Mày cái này dụ kiểu này là không có được, cái này là bất lương, bất lương. Mai là ngoại còn sống á, gặp người khác á là chết rồi thì hậu quả thế nào? Ba tưởng con mở siêu thị này ra để là mà mau chóng làm giàu một cách gì đó, một cách mới mẻ. Ai dè con lường gạt người ta. Con làm vậy á, mọi người vô đây tưởng đâu là giá không lên, nhưng mà ai ngờ đâu là lên tới tột đỉnh con biết không? Trời ơi, vì hãnh diện vì con quá mà bây giờ vì tuột trên cao vì tuột xuống á đó, đẻ con đi. Con phải nghe ba nói đi nè, đừng làm khổ người ta, đừng lường gạt ai cả, vì khổ đau phải trả lại thiệt cho chính ta. Thơ này hay nè nha. Trong sự nghiệp làm thơ con, tôi chỉ thấy ông nói cái này là đúng. Không, cái này cũng phải của tôi làm. Vậy chứ của ai? Tôi mượn của nhà Phật. Trời ơi. Chết rồi con. Dạ. Bài thơ làm vừa xong. Ta dìm hồn mình trong thao nước giặt đồ. Ta nuốt đắng cay qua từng nhát chổi. Ta muốn vươn lên giữa bộn bề son chảo. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Sao mà đọc cái câu nào là nó có cái minh họa luôn là sao? Đổ máu luôn rồi. Em chịu hết nổi rồi. Trời ơi, tất bật công việc ở công ty, về chưa kịp thay đồ, không kịp ăn uống. Em phải vùi đầu vô ba cái đồ này vậy hả? Còn anh ngồi anh đọc thơ được hả anh? Làm chồng kiểu gì kỳ cục vậy? Ủa, em làm cái gì mà em phải cằn nhằn? Chuyện là chuyện của em làm, còn anh có chuyện làm của anh. Hả? Anh làm cái gì? Anh làm thơ. Em nhức đầu quá anh ơi. Thời buổi bây giờ á, vợ chồng là phải công bằng đúng không? Chồng phải tiếp vợ người ta. Thí dụ em nấu cơm thì anh rửa chén, em giặt đồ á thì anh quét nhà. Lúc trước á, ở căn nhà chung cư có 100m² thôi à, nó đỡ cho em biết chừng nào. Bây giờ là về nhà này rộng quá trời rộng mà. Trời ơi, lao cái căn nhà này thôi là mất nửa ngày rồi. Hả? Trời ơi, gì vậy? Cái gì? Chạy máu rồi. Bà quăng kiểu đó mà máu không chạy cũng muộn. Quăng cái gì mà không có né tôi gì hết trơn, quăng cái bạch vô cái. Em xin lỗi anh, tại vì em giận quá, quăng ra trúng anh nè. Trời ơi. Ok đó đi.
Mà anh nói cho em nghe, không có việc gì mà em phải cằn nhằn hết trơn. Em thấy buồn chứ anh, vợ chồng mà cái gì hai vợ chồng cùng làm hơn. Vợ chồng cùng đồng, vợ đồng chồng thác biển đông cũng cạn. Ăn cơm thì cùng ăn đó. Ở chồng hả? 10 cái chén, 8 cái dĩa, 6 đôi đũa. Nồi rửa chén không là sặc máu rồi. Ủa hai vợ chồng mà sao ăn nhiều dữ vậy? Em làm như là anh phụ em vậy đó. Nghe là anh cũng phụ em làm việc, em không quên rồi hả? Anh phụ em được gì đâu. Phụ dọn cái bàn của anh làm việc, phụ xếp đồ của anh, phụ dọn dẹp và là những cái đồ lặt vặt ở trong nhà, ở trong phòng của anh. Ủa sao anh dọn cái gì cũng của anh hết trơn vậy, không có gì của em hết trơn vậy? Ủa chứ em đòi hỏi anh gì nữa? Ví dụ quét cái nhà là nhà chung, sao anh không quét? Chuyện là chuyện của phụ nữ. Thôi nói chung anh cái gì anh cũng nói kiểu đó thì thôi. Ly dị. Cái gì? Cái gì vậy em? Chuyện này đâu có gì đâu mà phải lớn lao mà phải ly dị. Ly dị đi. Nè nghe anh nói, nghe anh nói. Chưa có con mà ly dị dễ lắm. Thôi, mình có cách giải quyết hết á. Bây giờ á, nếu mà em bận rộn quá, em không lo được việc nhà, làm không xuể đó, thì mình có thể mướn ô xin. Hả? Ờ. Ô xin hả? Ờ. Quá dễ dàng. Ờ, hay sao người ta sẽ phụ mình. Em không nghĩ ra chuyện này ta. Ờ, đâu có gì đâu phải ly dị. Được á. Đúng không? Nhưng mà em có điều kiện nha. Rồi, điều kiện gì? Anh thuê ô xin á, là người đó không được cao hơn em. Không được mập hơn em. Được. Không được nói nhiều hơn em. À. Không được hung dữ hơn em. À. Điều đặc biệt là không được xấu hơn em. Cái gì kỳ vậy? Không được đẹp hơn em. Trời đất ơi, em mướn ô xin thôi mà anh tưởng tượng như em đi mướn người tiền sử về nhà. Cái người lại, nào mà lạ lùng vậy? Nó tóm lại là người ô xin này là vừa già vừa xấu, mà vừa mập mà vừa lé, hô móm này kia là được hết á. Trời ơi. Trời ơi, vợ tôi. Em mướn người vậy là sao mà anh mướn được? Chứ anh muốn đẹp hả? Ô xin muốn đẹp hả? Em thì đi làm suốt ngày ở nhà anh làm cái gì? Thôi được rồi. Mà nè, em đi làm suốt rồi nha. Em không có nhà đâu đó. Thuê ô xin, anh ở nhà, anh giải quyết, anh lo cái chuyện này cho em. Thôi rồi, cái tuyển ô xin này cũng giao cho anh là sao? Bộ nó dốt tiếng Anh, nó kêu tiếng Anh không ra mở cửa vậy trời. Có ai nhà không? À, dạ có. Trời ơi, nó dốt thiệt rồi. Mở cửa lẹ đi cưng ơi. Dạ. Dạ, xin lỗi bà... Bà tới đây kiếm ai vậy? Trời ơi, cái tướng này mà kêu bằng bà là tôi giận đó nha. Cô chứ kêu bằng cái gì bà? Kêu bằng chế đi cho nó trả. Ồ, dạ, dạ chế. Chế đây, chế vô đây kiếm ai vậy? À, chế có đọc ở trên Facebook đó cưng, là hình như là trong cái ngôi nhà này là có chơi cần người giúp việc phải không? À dạ đúng rồi. Vậy nói đây là chế tới đây để xin việc cho con hay là cho cháu của chế? Không, nguyên dòng họ chế chết hết rồi, không ai sống dai bằng chế đâu. Ôi trời đất ơi. Cho nên là chế xin cho chế đó. Vậy thì ngại quá, chắc không được rồi chế ơi. Ủa sao vậy? Tại vì công việc nhà này làm là nặng nhọc lắm, không có nhẹ nhàng. Tuổi chế sợ không có hạp. Không có đâu. Không có đâu, đừng bao giờ coi thường cái thân hình này nha. Nhìn già già vậy chứ còn sung sức lắm đó. Làm được hết luôn. Không tin đúng không? Chế dù tanh quá, làm gì có chuyện đó. Thiệt, không tin là bây giờ là chế sẽ chứng minh cho em tin luôn. Hey. Trời ơi, chế. Trời ơi, chế nặng quá vậy chế. Xương nặng dữ vậy. Trời đất ơi, té một cái muốn liệm luôn à. Trời ơi. Thôi, bướm bà đứng dậy đi. Trời ơi, khổ quá. Không, nhìn vậy thôi chứ phải lắm, nhận đi nha. Thôi, không được chế ơi. Không, chăn heo, chăn gà, chăn bò gì được hết luôn á. Thôi được rồi, thôi bây giờ về. Xin lỗi chế.
chế chịu khó đi về đi. Rồi có gì sang năm á, nếu mà cần thì sẽ gọi chế tới. Mày có bị điên không mày? Năm nay tao 79 rồi, mày không muốn mày đợi sang năm chắc gì tao còn sống. Mày điên hả? Bây giờ có muốn không? Dạ, dạ, dạ xin lỗi chế, dạ không. Ủa trên các bản thông báo là đâu có quy định tuổi tác đâu. Dạ, đó là cái lỗi của vợ của con, không có đề rõ ràng. Trời ơi, sao mà ác với tôi quá vậy? Mày mốt mà có, mày còn muốn người làm là làm ơn là ghi rõ ràng cho người ta đọc, người ta biết. Có biết là quê của chế là ở dưới Cà Mau, chế phải đi xe đạp. Đó, cái đi xe đạp ra cái bến xe đò. Đó, rồi chẳng đi gọi xe đạp trên xe đò để đi lên Sài Gòn xin việc làm. Có biết khổ lắm không? Dạ, dạ, dạ biết. Bây giờ là không muốn đúng không? Dạ, dạ, xin lỗi chế. Là đuổi về đúng không? Dạ, không phải mời thôi chứ không có đuổi à. Mời về đúng không? Dạ. Nhớ nha, tôi về tôi delete Facebook luôn đó. Trời đất ơi. Ác lắm mà. Trời ơi, cái gì đâu mà ô xin gì mà lạ lùng. Lớn tuổi rồi mà sao cứ nha với nhảnh. Xin kính chào ban giám khảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hồng. Năm nay em 24 tuổi. Chiều cao 1m85 trừ 2 tấc còn 1m65. Cân nặng 50kg. Số đo 3 dòng 90, 60, 30. Cái gì kỳ vậy? Sao giống cái quặn vậy? Ủa? Ê, cô vô đây cô làm cái gì vậy? Xin việc làm. Ờ, vậy hả? Vậy mà cô ngồi. Đúng rồi đó, đứng từ hồi nãy giờ mỏi chân. Để lắm mới ngồi đó nha. Dạ, dạ, dạ. Mời cô ngồi. Hỏi đi. Thời gian của em là vàng là bạc. 1 giờ là 45 đô. Tranh thủ nhanh. Ủa làm cái gì mà một giờ tới 45 đô lần cô? Ở đờ. Ở đờ gì mà mắc dữ vậy cô? Bên Malaysia người ta trả như vậy đó. Ở đâu? Malaysia. Ở đâu mà Mã Lai đó. À Mã Lai à. Ủa nếu mà cô làm tiền cao như vậy thì sao không ở bển làm mà về đây chi? Mắc quá người ta không có mướn. À bây giờ vậy. Giờ nếu mà làm việc ở đây á thì tôi chỉ trả được 45 đô một tháng, cô có chịu làm không? Không có cách nào cũng làm. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi nghĩ sao vậy? Tôi vậy mà tôi đi làm ở đợ tôi lấy tiền hả? Ủa? Xin lỗi, đây không có cần tiền. Vậy cô làm cái gì nè? Tới đây để lấy kinh nghiệm thôi. Ủa? Làm lấy kinh nghiệm? Lấy kinh nghiệm bởi vì đang chuẩn bị casting cho một cái bộ phim sắp tới. Tôi là diễn viên mà. Ồ, diễn viên? Ừ. Mà xin lỗi cô nha, sao cô nói cô là diễn viên mà tôi coi phim biết bao nhiêu bộ phim, tôi chưa thấy gương mặt của cô. Làm sao mà thấy được? Sao vậy? Diễn viên Lồng Tiếng. Cô Lồng Tiếng phim gì nè? Lồng Tiếng phim hoạt hình mà. Trời ơi. Vậy là đường hình cũng không có mà đường tiếng cũng tắt luôn hả? Bây giờ sao? Có mướn không? Bởi vì cần kinh nghiệm để chuẩn bị cho một vai diễn mới trong một bộ phim mới. Đó là phim Ngôi Nhà Hoang Trên Thảo Nguyên. À cô đóng cái vai gì ở trong? Con ở Con ở trong ngôi nhà hoang
Chà, phim hấp dẫn quá ha. Con ở cho con ma đó. Vậy thôi, xin lỗi cô. Với một cái nghề của cô vậy thì chắc tôi không đủ khả năng để mà mướn cô làm ô xin ở nhà này được. Trời ơi, nói gãy họng không mướn. Giỡn mặt hả? Thời gian của người ta là vàng là bạc. Ở Malaysia người ta trả 45 đô một giờ, tôi không thèm làm. Qua đây ngồi nói một tiếng đồng hồ rồi đuổi về. Dạ. Bây giờ đuổi phải không? Dạ không phải, mời về thôi dạ. Mời thì về. Nể lắm mới về đó. Chào tạm biệt nha. Trời đất ơi, cái gì kỳ cục vậy trời? Bà già tuổi tiên rồi bây giờ cô người mẫu rồi vô đây diễn viên rồi. Trời nhức đầu quá. Giao tôi cái công việc này thiệt, cái bà xã này thiệt. Ôi, làm thơ cho nó đỡ buồn coi. Ngồi buồn há miệng ra xem, đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi. Có người trẻ trẻ. Cháu rót ra. Trà nguội quá. Dạ. Để lát tôi sẽ thay nước khác dạ. À, hồi nãy cái câu thơ đó là của tối. Ồ, hay quá. Cảm ơn. Lâu lắm rồi mới có một người mà gọi là đối thơ với tôi. Chào. À, xin lỗi cô, đây là đến đây mần việc. Xin việc làm à? Đúng rồi. Cô tên gì? Nga. Nga. Hằng Nga. Ồ, hèn gì trên đầu có cái bông. Không liên quan. Dạ. Cô thấy cái thơ tôi nãy có được không? Hay quá anh ơi. Chưa báo trừ mà tôi nghe một loài thơ nào mà hay mà nọ đi sâu với lòng người như rửa. Trời đất ơi, chỉ có cô biết thưởng thức cái thơ của tôi. Dạ. Chứ bà nhà tôi là không có trình độ mà biết được cái thơ của tôi. Dạ đúng rồi, những thi sĩ, những thiên tài không báo chứ mà được vợ công nhận đâu, tội nghiệp lắm. Nếu mà cô biết thưởng thức thơ, để tôi tặng cho cô coi một cái tập thơ của tôi. Trong đây nó có một cái bài tôi thích nhất, đó là Kiss Me. Kiss Me? Dạ, mời cô xem thử. Kiss Me? Em đưa anh dậy hiệu Kiss Me, để lâu nước mắt Kiss Me. Em làm lòng anh đã đau lại càng đau Kiss Me. Kiss Me hôn tôi để rồi thành lý biệt Kiss Me. Nước mắt này anh nhỏ xuống vì ai Kiss Me? Ôi chú cha mà ơi. Ủa, sao? Tại sao cô khóc? Anh quảng cáo cho khăn giấy hiệu Kiss Me. Tôi làm việc nhà, tôi thấy cái hộp giấy Kiss Me, tôi có cái cảm hứng làm bài thơ chứ không phải quảng cáo. Anh ơi, anh làm thơ sẽ nát tim em. Bài thơ hay quá anh ơi. Cô mới nói cái gì? Anh sẽ nát tim em. Răng mà anh cười vào mặt em. Tôi đâu có cười, tôi đang khóc. Răng anh khóc. Tại vì lần đầu tiên mới có một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy biết thưởng thức và khen thơ của tôi. Đứa con của anh thật là đẹp, thật là lồng lầy. Anh có thể cho em một đứa con không? Không được. Con là máu là thịt của anh, làm sao mà cho em được? Rằng mà anh không cho em đứa con được. Anh là một
thiên tài mà không cho em con mừng rắn mà chịu được. Với sức khỏe của anh đi thì anh sản sinh ra biết bao nhiêu đứa con khác, anh cho em đứa con này đi. Thôi được. Nếu em thưởng thức, anh sẵn sàng cho con. Ôi chú chó má ơi, anh cho. Cái gì vậy? Ủa, em về hồi nào vậy? Trong mặt qua. Ai rửa, ai rửa? Dạ đây là cả ngày tôi ở vợ của anh. Cả ngày tôi ở công ty, tôi đầu tắt mặt tối. Bây giờ anh tằng tiệu với cái con miền Trung này phải không? Cái gì? Bao lâu rồi? Ai rửa? Anh mới gặp cô này mà. Mới gặp mà tại sao mà có vụ con cái gì ở đây? Ai rửa? Vợ nữa không? Vợ. Ủa chú cho mà ơi, thằng lằn mà đéo cột đình, đéo lên đéo xuống, thân hình còn xương. Trời ơi, em làm cái gì vậy em? Trời ơi, nó nói từ cột đình với ai là thằng lằn? Dĩ nhiên đấy là thằng lằn, đấy là cột đình rồi. Ổn nhóm, ổn nhất là thằng lằn là đúng rồi. Cái này mà thằng lằn cái gì? Đúng rồi, tội quá. Rồi đây, cái mắt của cô có thẩm mỹ không? Cái tướng này mà tướng thằng lằn, tướng này là tướng cột đình hả? Đúng cột rồi. Đình là đây nè, còn đây là tắc kè, là cá sấu gì đó. Ở đó mà thằng lằn, giờ sao nói em nghe coi, bao lâu rồi? Mới. Em dễ lắm anh, em rất là dễ. Bây giờ anh chưa có con, em biết. Chính vì vậy mà anh cặp với cô này, bây giờ có con. Giấu đứa con ở đâu rồi, bây giờ cô này lại xin em về phải không? Em nói cái gì vậy, anh mới gặp cổ lần đầu mà. Đúng rồi, chúng tôi chưa có con với nhau. Chúng tôi đang chuẩn bị giao. Giao? Giao luôn kìa. Giao cái gì? Giao phối phải không? Cái gì vậy? Ủa mà chuẩn bị giao phối rồi mà sao có con? Em nói năng gì kỳ cục vậy Dân? Tại hai người nói em mới là suy luận từ cái lời hai người nói thôi. Giao tiếp, chúng tôi chuẩn bị giao tiếp với nhau là chị về. Chúng tôi mô có làm gì rắn, chúng tôi là chị cho nhau đứa con thôi. Đúng rồi. Hai người làm tôi rối quá. Rối cái gì mà rối? Bây giờ em... tại sao? Con... Giao tiếp mà có con. Bây giờ em hỏi là đứa con giao tiếp là ở đâu? Trời đất ơi. Ở đây, đứa con đấy. Là đây. Thơ tuyệt tập thơ. Là đứa thơ con của anh. Tinh thần của anh. Anh thái nghẹn biết bao nhiêu năm trời mới có được đứa con ní. Ủa? Con thơ là thơ con chứ không phải là con không, trẻ hả? Không phải là con nít mà là tuyệt tập thơ. Trời, ba cái thơ vớ vẩn như vậy là cũng là con hả? Rắn mà vớ vẩn. Chồng mình là một nhà thơ tài ba, rắn mà vớ vẩn. Mày có tin tao giá một cái là coi như răng lưỡi mày nó dùng cục không? Mày có hiểu cái từ răng lưỡi mà nó dùng cục là mệt lắm à? Là mày lên tiếng với tôi vậy? Em bực sụp quả, xui cho anh quả đi. Một nhà thơ tài bá mà không được vợ công nhận, ly dị đi em lấy anh cho. Em ơi, em bình tĩnh đi. Em làm cái gì vậy? Không được xám với chồng tôi. Trời ơi là trời. Thấy ôi, những người làm thơ không lẽ bị thần kinh hết sao ta? Không, mừng rắn có thần kinh. Lúc nào cũng sống ở trên trời, còn đây này ăn mặc. Cái gì quá đây? Cái gì vậy? Ăn qua đây. Trời ơi, bông hoa, hoa hòe quá. Em là bây một giờ, nhà thơ tương lai. Bây giờ có thể cho tôi hỏi cô là ai? Ủa, em là ô xin tương lai của nhà chị ní. Nội chuyện qua điện thoại không nhớ rắn, em ní. Ồ, thì ra là cũng xin tới làm ô xin nhà mình. Phòng vận em làm rồi, cái gì? Mà quên. Không, mời cô, mời em ngồi. Ủa, ô xin đó hả? Cảm ơn anh. Ủa, bằng tái này, chỗ bằng tái đẹp quá đi. Cảm ơn em. Ôi dạ. Cái gì vậy? Anh ngồi đi, trời ơi, anh đừng có để cho em nổi. Anh lịch sự, anh mời người ta ngồi với em làm cái gì? Cô ngồi đi, ngồi đi. Cô ngồi đi. Anh quán ngồi với em cho vui. Bé cái này trắng trợn quá vậy, có tuổi ở đây á. Nè, uống đi. Trà nguội quá không uống. Dạ mẹ, con rót cho mẹ ly trà nóng nha. Cảm ơn con, thôi mẹ ngán trà rồi. Ừ, em ơi, em ngồi xuống đi. Em hỏi cái việc tránh nhà, cái vụ mà mướn làm bút xin đi. Mặt quá, rối loạn tiền đình luôn. Thôi bây giờ hỏi nha, vậy để chồng tôi mới hỏi á. Cô tên gì? Tên Hằng Nga. Hằng Nga em. Chà, Hằng Nga. Đẹp chứ em. Hằng Nga mà nhìn mặt tôi giống chủ cùi quá. Rồi thôi Hằng Nga. Trời ơi. Rắn, chuyện chiếc. Năm nay nhiêu tuổi? 27 không? No. Hay là 72? No. 15 tuổi rồi. Uống sữa voi hả? 15 tuổi rưỡi, cách đây 15 năm. 30 tuổi rưỡi.
30 tuổi rưỡi rồi em. Rồi nào giờ làm ở đâu rồi? 2 năm kinh nghiệm trong nghề, 2 năm 3 đời chồng. Ô, cái gì vậy? 2 năm 3 đời chủ. Trời ơi, 2 năm mà 3 đời chủ hả? Hiểu rồi ha, cái kiểu này làm việc không được người ta mới đuổi đó. Không hề, tôi từ xin nghỉ, không ai dám đuổi tôi hết. Ủa sao nhưng vậy? Mà lý do gì phải nghỉ? Đời chủ thứ nhất, hai vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau, chăm sóc nhau, quan tâm nhau, từng lý từng tỉ một. Họ một chút là nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, tâm tình với nhau, hôn hít nhau trước mặt tôi. Tôi bực bội, tôi bị bách, không ai nói chuyện với tôi, không có thời gian để tôi nghỉ ngơi, tôi làm thơ, tôi bực quá, tôi nghỉ. Cái gì kỳ vậy? Rồi chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai, hai vợ chồng ghét nhau, lúc nào cũng gáy lộn, chửi lộn trước mặt tôi, không có thời gian để tôi nghỉ ngơi, tôi làm thớ, tôi bực quá, tôi nghỉ. Trời ơi, ở đỡ mà như bà cứu nội người ta vậy trời. Đời chủ thứ ba, không ai nói chuyện với ai, không khí lúc nào cũng im lặng, trầm mặc, tôi bực quá, tôi nghỉ. Ủa gì trời, kỳ vậy? Khó ở, khó chịu quá ta. Rồi đời chủ thứ tư. Đời chủ thứ tư, người chồng thì ok, người vợ lúc nào cũng ghen tuông, lúc nào cũng bực bội, lúc nào cũng khó chịu. Vợ chồng đã xấu, đã lung, còn hung dữ. Thế là hai vợ chồng gáy lộn, chuẩn bị lý gì, tôi bực bội quá, tôi suy nghĩ. Ủa? Sao nó có cái hơi hướng, cái mùi mùi giống tôi với ông quá vậy? Sao quen quen vậy ta? Ủa nói tôi phải không? Chính xác. Tôi xấu chỗ nào hả? Tôi xấu chỗ nào? Tôi giữ chỗ nào? Này, vừa phải thôi nhé, tôi chịu đừng hết nổi rồi. Nhìn kỹ đi. Ôi chú choa mà ơi, vợ người ta gì đâu mà hung dữ quá chừng luôn à. Ôi cặp mắt vướng vướng màu khỏi súng, miệng gầm gừ như nòng pháo chờ phun. Dù nó có gầm gừ gào thét, hãy dâng tin vào trái tim anh. Im hết đi những lời thơ giả dối. Đừng tưởng rằng tương khờ dại luôn á. À, biết mần thơ. Cái gì? Cái mặt xấu như vậy mà biết mần thơ. Tao quà. Tao tạc một tạc là rắn mối lận lộn mới chứ. Trời ơi là trời, biết làm thơ sao không biết. Tiếp đi. Tiếp gì? Không tiếp cái gì, nghe tiếp nè. Thơ với thẩn, cứ tầm bậy tầm phào, vừa đọc vừa viết ào ào như điên. Ha, của chị thì là tầm phào, nhưng mà của anh ngọt ngào thi ca. Hiểu Minh thì chỉ có nghe, Vân tuy là vợ nhưng là người dưng. Người dưng khác họ sao đem lòng nhớ thương. Cưới được rồi anh coi như con cá ướm. À, đúng rồi, còn tệ hơn con cá ướm nữa, con cá chết rồi. Này này, im. Ý, thật ra em biết làm thơ nè. Đúng rồi, chị biết làm thơ nè cưng. Đúng rồi, em biết làm thơ rồi. Ý, thơ hay đâu quá. Khó đâu mình, em biết làm thơ mà. Hay quá. Trời ơi, vậy là em có thể thay thế làm thơ rồi đó. Nó nghe nè, ôi nhờ vậy mà cảm ơn em nha, nhờ em mà chị biết làm thơ mà chị hiểu được chị rằng là giữ quá cũng được phải không em? Đúng rồi, dư quả chồng chế. Đúng rồi, hiền hiền một chút chồng mê đỉnh chiêu. Ủa rồi, em có chồng chưa? Em mô có chồng. Ủa em hiền mà sao chưa có chồng? Em hiền quá, thằng nào cũng chẳng em hết không vậy. Bởi vậy phụ nữ của mình phải là vừa giữ vừa hiền. Dạ. Ý được rồi anh ơi, em sẽ làm thơ cùng anh nha. Hay quá à. Mình cứ đi về đi. Rắn về. Mô về. Thì xong rồi đó về đi. Ủa kỳ vậy em? Nhờ em khai sáng được cho chị. Chị biết làm thơ nè, chị hiểu ra cái lý lẽ là phụ nữ phải như thế nào thế nào. Đúng rồi. Xong rồi, xong trách nhiệm mà về đi. Không không, em đến đây để xin làm ô xin, không phải đến đây để dạo huẩn. Đúng rồi em. Không có cần. Không có cần. Sao không cần? Đây nè, kể từ bữa nay chị sẽ làm thơ cùng chồng của chị. Chị làm thơ? Rồi ai làm ô xin? Chồng chị. Hả? Chồng chị làm ô xin. Về đi cưng. Bây giờ em về, chị đuổi em về à? Ôi chú cha mà ơi, đồ vô hầu. Uổng công tôi đến nơi này để con quỷ sứ đuổi tôi đi về.